Thế nhiều có chị đẹp. Eo em thề luôn đi là hôm 20/10 dã man luôn. Hôm đấy là em định livestream cũng không định đi ăn đâu. Nhưng mà vì nhà bạn em mới đi ăn, thế là em bảo là thôi thì hôm nay mời thì 20/10 thì chả mấy khi ở năm có một ngày, thế là em mới đi. Đi xong rồi thì về định đi ăn xong về định livestream thì lại có thêm một cái tăng nữa với cả bạn nữa. Thế thành ra là hôm nay lên là không báo trước đâu, mọi người không biết em livestream đâu. Thế nên là em nói thật mọi người luôn là mấy hôm nay mạng nghe nó bị chán đời ấy, nên là em cũng kiểu đơ ấy. Chứ còn hôm nay lên là mọi người không biết livestream bao nhiêu cực kỳ nhiều mã đẹp luôn. Rất nhiều mã mùa đông về nhưng mà hôm nay còn trời còn nóng. Thế nên là em anh ơi đưa cho em một cái cặp túi kìa, túi áo ấy kìa. Thế là em bán kèm cho mọi người áo phông và các thứ này cho mọi người ấy nhá. Với là còn một ít thôi, em cũng còn một ít thôi, không còn nhiều đâu, như đây là áo 2 giây hay sao ấy. Cọc này em cũng không còn nhiều đâu, còn cũng rất là ít thôi. Thế nên là em mới để cho mọi người một ít. Đây là còn áo 2 giây hay sao này, để em xem hôm nay lên là hello chào Yến Vi. Em lên em cũng không báo trước đâu, em chỉ clip đúng một tiếng thôi. Đây là tất cả tổng hợp tất cả những cái mẫu áo 2 giây nhà em rất là đẹp. Mọi người mua áo 2 giây thì mọi người biết này, áo 2 giây nhà em thì phải gọi là siêu đẹp rồi. Nó gần như là nó rất là đẹp luôn. Và cái mã 2 giây này em tặng cho, đây hôm nay em tặng cho 5 chị rồi. Thực ra là áo 2 giây này em mọi người đã mua thì mọi người biết này, toàn áo nhũ đẹp thôi. Ok ok Ngọc Phượng này. Ừ em ơi Trần Yến Vi, cảm ơn Trần Yến Vi nha. Đây tặng cho mọi người này, tặng áo cho mọi người nhưng mọi người phải chia sẻ livestream nhiệt tình với em cơ. Dạo này mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình à, kém lắm luôn ấy, chẳng thấy ấy gì với em. Và hôm nay em clip 1 tiếng thôi, hôm nay lại có hẹn nữa. Eo em thật mọi người, hôm nay em phải hôm nay sẽ tặng này, hôm nay tặng em để dành cho mọi người, em tặng áo cho mọi người đấy, nhiều mã lắm, khi nào nhanh tay thì được nhá. Tặng cho các chế này, tặng cho các chế chia sẻ livestream nha. Đây còn mấy cái áo 2 giây em tặng nốt cho các chế này, tặng 5 áo cho 5 chế chia sẻ nhanh tay nhất này. Đây tặng 5 áo cho 5 chế chia sẻ nhanh nhất cho em này. Đây em lấy cho mọi người áo 2 giây nhà em nha, anh biết rồi. Chất quá là phê luôn. Hello chị Phạm Thanh, hôm nay lên là không báo đâu này, rất là nhiều mã đẹp này, đây cho mọi người xem này. Riêng 2 giây nhà em nhá, chất phải gọi là siêu yêu luôn, mặc cực kỳ thích luôn này. 2 giây chất rất là đẹp, mọi người tùy mọi người nhá. Có lẽ sẽ tặng 5 chiếc cho mọi người chia sẻ livestream, mọi người phải tích cực chia sẻ với em lên, dạo này mọi người lùi chia sẻ dã man luôn ấy. Mọi người chia sẻ mạnh tay cho cháu nó để cháu nó đỡ bị ẩn comment, đỡ bị mạng lag này, mọi người nhìn đúng không ạ? Riêng áo 2 giây nhà em đảm bảo mọi người luôn, toàn bộ đều là áo rất đẹp. Mọi người nhìn này, toàn bộ hello Đặng Người Theo, hello. Trời ơi hello mọi người, lâu lắm rồi mới thấy mọi người hello Đặng Người Theo này. Đây là áo nhũ nhá, rất đẹp này, mọi người nhìn đúng không ạ? Nhũ rất đẹp luôn này, chia sẻ livestream nhiệt tình luôn. Tặng cho em 5 chị chia sẻ nhanh tay nhất, hồi em 10 nhóm này, tặng toàn tặng áo đẹp thôi này. 1 chiếc này, 2 chiếc này, 3 chiếc này, 4 chiếc này. Đấy tặng cho 5 chị chia sẻ nhanh nhất, em tặng là em lỗ áo này em nhập rất đẹp. Mọi người thử mua ở ngoài, mọi người thử cầm cái áo của em xem, mọi người so sánh sẽ không bao giờ có một cái áo đẹp như thế. Bởi vì sao? Bởi vì là nếu như mọi người mặc nhá, mua cái áo ngoài mọi người mặc chất rất là khó chịu luôn, nhưng áo của em là chất cotton nên là mọi người mặc nó sẽ kiểu như thấm hút mồ hôi rất là ok luôn. Nên là chia sẻ nhanh tay cho em, dạo này mọi người lười chia sẻ lắm luôn ấy, chia sẻ nhanh tay cho em này. Tặng cho em là 5 chị nhanh tay nhất luôn, tặng áo cho em 5 chị nhanh tay nhất luôn, quá đẹp luôn em thật mọi người. Tặng cho em áo này, tặng cho em comment, tặng cho em mọi người chia sẻ 10 nhóm comment của em là tặng đã chia sẻ này. Ok Nguyễn Thị Tuyết Hồng có hàng này, tặng Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này, đẹp xuất sắc luôn ạ. Ok tặng Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này, Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này, 5 chị nhanh tay nhất nha, tặng Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em này, tặng Nguyễn Thị Tuyết Hồng cho em. Ok tặng Cẩm Biên Phạm, đơn Cẩm Biên Phạm đi rồi nhá, đơn Cẩm Biên Phạm với cả đơn Thu Trang đi rồi nhá. Tặng ok này, tặng Cẩm Biên Phạm này. Ok tặng Winnie Sunny này, nhớ là chia sẻ nhiệt tình cho em nha. Ok tặng Winnie Sunny cho em này, tặng này Winnie Sunny cho em này, Sunny cho em này. Ok này, tặng Cẩm Biên Phạm cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Còn 2 cái áo màu nâu nó mặc rất là xinh, mặc như em thì gọi là mất nấc luôn này. Ok này, tặng Cẩm Biên Phạm, còn 2 cái áo nó tặng cho em các chế. Ok tặng Cẩm Biên Phạm cho em, mày nóng đấy, tặng Cẩm Biên Phạm cho em này. Ok ok tặng Cẩm Biên Phạm cho em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em, chia sẻ nhiệt tình lên cho em xem mạng có bị lag không. Eo ơi sáng nay đen dã man, ra đường một phát đang cầm máy điện thoại rơi, thế là thôi đứt vỡ ở màn hình luôn. Eo ơi ngày 21/10 gọi là siêu đen luôn. Đây em tặng cho các chế này, áo nha em đang nói thật mọi người luôn, chất mặc cực kỳ phê luôn. Comment của em tặng chốt cho em, tặng 2 áo này, tặng cho em. Nhiều mã xinh xuất sắc các chế, toàn bộ mã đều là rất là nhiều mã xinh luôn. Chốt tặng cho em các chế, tặng cho em này, còn tặng 2 người nữa anh chốt tặng cho em. Ok tặng Hiền Hâm có hàng này, các tình yêu đơn em đã gửi đi hết rồi nha, tặng Hiền Hâm cho em có hàng này. Ok chốt tặng 1 người nữa để em lên mẫu nào. Đây tặng 1 người nữa, may lên bán một cái áo này, ai mới nhận cái áo này của em thì chỉ có phê trở lên thôi, bởi vì em bán nào ai. Ok chốt tặng chị Nguyễn Phương Liên cho này, chị Nguyễn Phương Liên hộ em với cái chân váy nhá. Cái chân váy của chị Nguyễn Phương Liên là em mai em gửi cho chị có một mã tặng. Đây một cái áo nữa, thực sự cái áo này quá đẹp. Riêng mà các chị mà mặc của em cái áo này quá đẹp, lúc đầu em bán nó hot luôn, không có hàng mà bán nữa. Em bị dơ, em bị sót một cọc này, chia sẻ mạnh tay cho em. Đây em nói thật mọi người, cái áo này mặc mà mặc với chân váy thôi đừng có hỏi luôn này, Chất rất là đẹp nhá, chất này nó mịn lắm với mọi người ạ. Nói thật áo này mọi người mua ở ngoài phải 150-180 nghìn. Nó là áo rất là đẹp, đây đằng sau có séc này. Nó là dáng chất rất là nhẹ nhàng. Áo này nó là dáng ba lỗ thôi mọi người nhìn này, nhưng mà chất của nó đẹp lắm luôn này, nhìn này. Cái dáng bèo nó mọi người mặc với cả chân váy rất là đẹp. Mùa này mọi người mặc vẫn ok luôn. Mã này duy nhất ngày hôm nay mọi người biết em bán cái áo này đã rất là rẻ rồi, nhưng mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình cho em mã này em bán với cả các tình yêu. Em ơi, cảm ơn Thế Lâm, mã này em bán với cả các tình yêu chia sẻ livestream cho em 42.000. Áo này là không thể rẻ hơn. Em còn đúng mấy chiếc thôi. Nói chung là chị nào đã mua áo này thì biết này. Mã này mọi người tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc đẹp cho em này. Chất rất là đẹp luôn này, chất mịn lắm nha. Em toàn bộ bán hàng Quảng Châu đẹp luôn. Không bao giờ em bán hàng vớ vẩn cả, em chỉ đúng xả đúng một tiếng thôi. Mã 01 cho em. Dưới 50 cân mặc ok cho em. Mã này thực ra là có thể nặng hơn nhưng một này, hai này, mã này hàng Quảng Châu rất đẹp luôn này. Ok Winnie Sunny ơi, để em check nhá. 01 ai? Đẹp xuất sắc luôn này. 01 cho em luôn, 42.000. Chị Nguyệt cho em này, tất cả các đơn đi rồi nhá. 42.000 cho em một cái áo này, 42.000 cho em này. Ok, 01 chán bướm này, 01 đặng với theo này, đẹp lắm luôn ạ. Chán bướm cho em này, 42.000 này, ok này. 01 đặng với theo cho em, hôm nay bán xả hết cho các chế luôn này. Đặng Nguyệt heo cho em luôn này, 42.000 trời. Mã này em bán là lỗ luôn, bởi vì rất đẹp. Mọi người mua ở ngoài trung bình tầm khoảng độ 01 cho em này, mã này em để mặc cho các chế xem nhá. Đẹp xuất sắc luôn, đây 0101, nhanh tay cho em đây. Mã này mà mọi người mặc với chân váy thì quá đẹp luôn. Ok, chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em nhá các chế, bởi em bán quá rẻ rồi. Chị nào nhận mã này, ô Quỳnh ơi, Quỳnh có nữa không cho chị thêm mấy cái nữa đi. Mã này mặc rất là thích đây, xét đằng sau mọi người mặc nhìn này em này. Mặc xinh dã man luôn, mọi người chỉ cần mặc như này xong mọi người mặc thêm cái váy nữa này. Đẹp xuất sắc. Đằng người theo có hàng không một còn mấy chiếc nữa thôi. Đẹp cho mọi người nhìn này. Mặc eo thon dã man mà cái bèo nó rất là xinh luôn, cái chất phê luôn này. 01 này, 010101 chốt cho em này. 0101 chốt cho em. 01 anh Tuyết Nguyễn, 01 Giang sô cô la đây, mã này mặc đây, áo rất đẹp này. 01 cho em này. Anh Tuyết Nguyễn, anh ơi máy anh có điện thoại này, anh Tuyết Nguyễn cho em này. Bí gọi này. 42.000 này, ok này. 01 Giang sô cô la cho em này, đẹp xuất sắc trời ơi. Giang sô cô la cho em, nhớ chia sẻ livestream nha. 42.000 cho em này, ok này. 01 chốt Thúy Phạm cho em này, Thúy Phạm đây. Thúy Phạm cho em này. 42.000 cho em, trời ơi. 01 này, ok tình yêu Ngọc Hân, 01 cho em này, 42.000 còn đúng 3 chiếc nữa. Ngọc Hân ok, mã này mọi người mặc xinh như này. Mặc với váy xinh dã man đấy, chứ em đang có hẹn đi sinh nhật. Thế nên là mọi người 01 Cẩm Biên Phạm có hàng này, mã này mặc siêu xinh luôn, em mặc cũng vừa. 01 Cẩm Biên Phạm này, 42.000 một cái này. Cái gì cơ? Cẩm Biên Phạm cho em này. Đẹp xuất sắc đây cho mọi người xem này. Dã man. Sao? Đây mã này em 55 cân em mặc vẫn ok này, đẹp xuất sắc luôn. 01 Winnie Sunny còn một người nữa là hết này, mã này mặc với chân váy dã man luôn này. Chị Thúy Phạm mới được mà. 01 này Winnie Sunny này, 42.000 cho em này. 01 còn một người nữa lên cho em một mã chân váy nữa này. Ok 01 Gabi, Gabi hết này. Gabi, Gabi như lên đi rồi đấy. Phương Trang ơi, ok Phương Trang để em check nhá. 01 Gabi, Gabi này, đẹp xuất sắc. Gabi, Gabi cho em 42.000 ok hết mã này cho em này. Lên cho em cọc chân váy đi. Em nói thật mọi người, đây là cọc chân váy dạ. Em lên cho mọi người giá cũng cực kỳ rẻ luôn. 01 em hết rồi. Không cái cọc xanh ấy. Chân váy này mọi người nhìn vào chỉ có gọi là ngất ngây thôi, bởi vì chân váy này quá đẹp này. Mọi người nhìn vào cái chân váy này chỉ gọi là có ngất ngây con gà Tây rồi, bởi vì chân váy này siêu phê luôn. Chân váy này phải gọi là siêu siêu phê luôn. Đây, eo ơi mọi người nhìn đâu em là cái chân váy này. Thúy Phạm không nhớ đâu, eo ơi cái chân váy này quá đẹp luôn này. Đẹp xuất sắc luôn, nhìn đồ em này, cái chân váy này gọi là hàng cao cấp của em luôn. Chân váy này em nhập cũng rất là cao, không hề đắt mà không hề rẻ một tí nào này. Chân váy nhìn đồ em này, nó là dáng cúc này. Eo ơi mùa này mọi người mặc cái chân váy dạ này, em mặc cho mọi người xem. Hình như em xem có size không đã này. Trời ơi cái chân váy này gọi là nó phải gọi là siêu phẩm của nhà em luôn. Đây cho mọi người xem này, từ lớp lót. Chân váy này mọi người mua ở ngoài phải 250. Gabi, Gabi này, Winnie Sunny này, Thúy Phạm này, các tình yêu đã có cho em xin số này, từ từ em chưa phát mã mọi người nha. Chân váy này coi cao cấp luôn. Mọi người mua ở ngoài một cái chân váy này tầm khoảng 250.000, nhìn em cái chất này. Tầm khoảng độ 250.000 này. Giang sô-cô-la Thúy Phạm xin số cho em. Giang sô-cô-la Thúy Phạm xin số điện thoại. Mọi người có đơn vẫn xin số điện thoại cho em này. Mã này mọi người mặc quá đẹp luôn, bởi vì hàng này hàng cao cấp. Nên mã này mọi người chia sẻ mạnh tay em bán cho mọi người. Mã này là mã 50.000 cho em. 50.000 Thúy Phạm, tên của chị là gì để em không biết, tên Facebook của chị là gì. 50.000 cho em mã 02, nhưng mà em xem bao nhiêu cân mặc được này. Eo ơi bao nhiêu cân này, mã này siêu phẩm luôn mọi người ạ. Em nói thật mọi người, mã này mọi người mua ở ngoài 250.000 luôn. Nick cũ của chị là An Yên. Em An Yên chưa có đơn nhà em bao giờ hết nhá. An Yên chưa có đơn đâu này. Anh Tuyết Nguyễn đã đơn, anh Tuyết Nguyễn đi rồi này. Mã này eo đẹp xuất sắc chưa? Đây mọi người nhìn em mặc này. Mã này phải gọi là siêu đẹp luôn, mọi người mặc với chân váy. Nhưng mã này tầm khoảng độ dưới 50 cân mặc ok cho em nhá. Dưới 50 cân mặc ok mã này cho em này. Dưới 50 cân mặc ok mã này cho em. Mã 02 cho em, dưới 50 cân cho em 50.000 một cái thôi. Chân váy này ok, quy đi Sunny 50 cân mặc ok này. Mã này mặc xuất sắc luôn, 50.000 cho em thôi. Em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream thôi. 02 chốt cho em này, Winnie Sunny này đẹp xuất sắc luôn, 50.000 cho em này. Chân váy cao cấp của em này. 02 hàng thu có hàng này. Hàng thu cho em có hàng này. Trời ơi, 50.000 một cái chân váy này. Nhanh tay giúp em này, 02 tràn bướm có hàng này. Nhanh tay chỉ còn, nhưng mà em còn đúng 10 chiếc thôi. 02 tràn bướm này. Tràn bướm này. 50.000 này. Tràn bướm cho em này, đẹp xuất sắc luôn. Mã này mọi người không mua hơi tiếc này. Mã này á 46kg chị Nguyễn Phương Liên ơi. Nếu mà em cứ đưa chị nhá, nếu không vừa chị bảo em nhá. 02 Duyên Bình Ngô này, mã này đẹp lắm luôn ạ. Chân váy dạ này, Duyên Bình Ngô cho em này. 50.000 chân váy này, không đẹp không lấy tiền các chế. 02 chốt chị Nguyễn Phương Liên, em cứ đưa chị mặc nhá, nếu chị không vừa chị bảo em. 50.000 cho em này. Nhanh tay nhanh tay nhanh tay nhanh tay, còn 5 chiếc nữa. Chân váy này khỏi phải nói luôn, chất gọi là siêu phê. Ok, 02 Đặng Nguyệt Heo này. Đặng Nguyệt Heo này, mã này đẹp lắm mọi người ạ. Đặng Nguyệt Heo cho em này. 50.000 cho em này. 02 chốt cho anh em, chốt cho em với ạ. Nhanh tay 02 50.000 một cái chân váy này. Nhanh tay thì còn 02 này, Nguyễn Thu Hà còn này, Nguyễn Thu Hà còn cho em này. 50.000 cho em này, đẹp xuất sắc. Trời ơi, cái chân váy này 02 Nguyễn Tâm có hàng này. Chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em đây, mà em có đơn bom nữa này, em quên mất em chưa đơn bom này. 02 cho em Nguyễn Tâm có hàng này. Nguyễn Tâm có hàng này, 50.000 cái chân váy này mọi người không mua đâu một cái chân váy luôn. Đây cho mọi người xem lại cái chân váy này, mọi người biết này. Bên trong lớp lót này, nói chung nó là hàng cao cấp rồi, váy cúc này. Eo 02 này, váy cúc bấm mọi người mặc thì em nói thật mọi người luôn này. 02 Hồng Hạnh có hàng này, còn đúng một chiếc cuối cùng này mọi người nhìn này, cái chân váy rất đẹp, hàng cao cấp như này. 02 Hồng Hạnh có hàng cho em này. Ok, 02 Cẩm Biên Phạm cho em luôn này, 50.000 này. 02 Cẩm Biên Phạm hết sạch luôn, lên cho em một đơn bom. Ủa, mã này đẹp xuất sắc luôn này. Mã này em bán gọi là như tặng các tình yêu nhìn của em này. Nó là hàng cao cấp nên em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream cho em thôi. Còn nếu như không chia sẻ livestream là không bán đâu, bởi vì có 50.000 một cái chân váy dạ mà giá gốc của nó, mà hàng của nhà em là hàng Cảo Quảng Châu đẹp luôn. Đi cho đến 10 rưỡi rồi á. Hả anh? 02 Cẩm Biên Phạm cho em mê luôn, 02 Cẩm Biên Phạm hết cho em mã này. Đầy dã man. Nguyên Tâm cho em cái số điện thoại thì em nhầm số rồi này. 02 cho em này. Đây một mã nữa, 02 cho em là ai đấy ạ? 02 chốt cho em là Cẩm Biên Phạm này đây. Hôm nay em bảo mọi người rồi là chân váy cứ từ từ chân váy, bởi vì sao chân váy nhà em nhiều vô biên, nhưng mà sao em muốn chọn lọc những cái chân váy đẹp nhất. Bởi vì thực ra nhá, nếu mà bây giờ để mà nói mọi người nhá, đây riêng chân váy nha em, một cái chân váy thì các tình yêu khỏi lo luôn. Chân váy gen cho em đẹp lắm. Trời ơi, cái chân váy gen này á phải gọi là đẹp mê ly, mà gen này là gen cao cấp này. Thúy Phạm ơi, xin lại số điện thoại của Thúy Phạm này. Chân váy này chân váy gen này, trời ơi này, cạp chun gần như các chị nào cũng mặc được như cái chân váy này cho em mọi người. Ồ, chân váy này đẹp xuất sắc luôn này. Mọi người nhìn em này, hàng Quảng Châu xịn luôn, mọi người mua mọi người biết. Chân váy may thôi chứ chưa nói gì chân váy mua. Nó đã rơi vào tầm khoảng độ 180.000 đến 200 rồi đây. Mà mọi người nhìn này. Mà cái gen này là gen đẹp luôn nhá. Cái gen này nhìn em, cái gen này. Gen đẹp vào bên trong có lớp lót luôn chứ không phải là mọi người mua hàng nhiều này mọi người sẽ biết này. Gen đẹp vào bên trong có lớp lót luôn. Cái chân váy này quá xuất sắc luôn, dành cho những chị mà chân váy chun. Nếu như mọi người về mọi người đến rộng, mọi người đem đi sửa cho em cũng được, bởi vì cái chân váy này quá xuất sắc, mọi người mà không mua thì hơi bị phí luôn này. Đây cho mọi người xem này. Mặc phải gọi là quá đẹp luôn này. Nó là dáng xòe, mọi người đi giày cao gót bên trong có lớp lót nhá. Đây nhìn được em cái gen này. Quá xuất sắc luôn. Mã 03 cho em chân váy này mọi người mua rất là đắt, nhưng mà em sale cho mọi người bởi vì nhà em là hàng có các 03 bán cho em là 58.000 mã 03. Em ok chị Thu Đỗ, 03 cho em là 58.000 thôi, 03 58.000 cho em này. Chân váy chun nên các tình yêu thoải mái 58.000 cho em, hàng Quảng Châu cao cấp này. 03 chốt cho em này, nhanh tay cho em còn có mấy chiếc thôi ạ. 03 chốt cho em này, đẹp xuất sắc luôn này. 03 cho em phải Đặng Nguyệt Heo này. 58.000 cho em này, ok này. 03 chốt cho em này. Hoa Trần Không Giấu cho em này, 58.000 ạ. 58.000 mọi người nhận cái chân váy này thì mê luôn, bởi vì quá xuất sắc. 03 chốt cho em này, 03 chắc chắn mua, chốt cho em nhá. 03 Winnie Sunny cho em này. Winnie Sunny cho em này, 50.000 cho em này, ok. 03 chốt chị Quỳnh Nguyễn cho em này, Quỳnh Nguyễn này ở ấy đúng không anh? Quỳnh Nguyễn cho em này, 58.000 này, chân váy này thì mê đừng hỏi luôn này. Chân váy, trời ơi, còn một ít chân váy gen, chân váy gen mọi người mặc á thì phải gọi là siêu xuất sắc luôn. Chưa bao giờ nhà em bán cái chân váy, mọi người biết chiếc chân váy nhà em bán đã phải là Hoa Trần đi số lại, Hoa Trần Không Giấu cho em này. Ok này. 03 chốt cho em là Gabi này. 58.000 cho em này. 03 còn đúng một chiếc nó trả nhà em này giữ lại mặc, bởi vì 03 quá xuất sắc luôn. Còn đúng một chiếc nó trả nhà em này giữ lại mặc này. 03 xinh chưa? 03 xinh dã man luôn này, nhìn đồ em này, chân váy gen này. Eo ơi đẹp kinh khủng luôn, mà nhà em mọi người nhìn cái gen này. Nhìn đồ em cái gen này, 03 chốt ai đấy? Ngọc Thúy cho em này, không hiểu là mạng có bị làm sao không? Vứt cho em Ngọc Thúy đi. Em xem lại chân váy nào chị Thúy mới lại Ngọc Thúy, thế thì Ngọc Thúy để Ngọc Thúy ơi. 03 Ngọc Thúy có rồi đấy, em dơ rồi đấy. Ngọc Thúy em vừa đứng rồi đấy. 03 này, Ngọc Thúy có lấy không này, chốt cho em Ngọc Thúy này. Trời ơi, xuất sắc luôn, có 58.000 một cái chân váy thôi. Trời ơi, không bao giờ mọi người mua được cái giá này 58k đâu. Quá xuất sắc rồi. Toàn mã đẹp, gọi là toàn mã đẹp thôi. Lên cho em một mã nữa, cái mã này mọi người phải. Thu Đỗ có rồi, chị Thu Đỗ có 03 rồi. Một cái mã này nữa này, có thấy Melanie Lê nhá. Hôm nay chẳng sao mạng vẫn chậm lắm luôn ấy. 03 chốt cho em nữa này. Chắc chắn mua hàng hãy chốt cho em này. Ngọc Thúy chưa gửi đâu, mai mới gửi đơn Ngọc Thúy nhá. 03 chốt Ngọc Thúy đây, Ngọc Thúy nhìn thấy chưa, Ngọc Thúy có chốt cái này không? Nguyễn Thị Oanh ơi, có thấy Nguyễn Thị Oanh đấy. Lên cho em một mã nữa, áo này là nó giống nhở nhái của Burberry ấy, cứ rất là đẹp. Cái mã này thực ra là em vượt sale được bên đấy thôi mới có giá này, chứ mọi người biết bình thường nếu cái dạng nó giống nhiều mọi người đem cho mọi người hình dung này. Nhưng mã này mạng bên em nó hơi kém. Đây mọi người nhìn này, hàng gọi là siêu xuất sắc luôn. Cái mã này rất là đẹp, nhìn hộ em một cái của cái mã này thôi ạ. Đây là một cái mọi người nhìn này, nó dày rất là đẹp luôn này. Cái mã này em nói thật mọi người, đây là em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream thôi, bởi vì cái mã này rất là đẹp. Nó phải gọi là siêu phẩm luôn chứ không phải là ấy đâu mọi người ạ. Bởi vì cái mã này mà ngoài ạ, nó như kiểu nhái của Burberry luôn. Đây em mặc cho mọi người xem này. Bên trong lớp lót cái áo này là của hàng hãng này. Mọi người nhìn hộ em này, rất là đẹp luôn. Mà em còn đây, ở đây là còn một chiếc này, hai chiếc, đúng mỗi cọc có 5 chiếc. Mọi người nhìn hộ em này, nhìn hộ em cái hàng này mọi người đã biết là nó là xịn như nào rồi. Đây nhìn hộ em này, bên trong mọi người sẽ được một cái cúc dự phòng ở đây. Cái mã này rất đẹp, có cả thắt lưng nữa. Cái mã này mặc vào thì thôi sang thôi rồi luôn. Đây cho mọi người xem này, đơn chị Quỳnh Đặng đi rồi nhá. Đơn chị Quỳnh Đặng đi rồi. Cái mã này mặc rất đẹp và nó có một cái thắt lưng ở đây này. Em nói thật mọi người luôn, bởi vì sao, đây là em lấy ở kho thì nó mới nhăn như này, chứ nếu mọi người mà mua một cái áo như này ở ngoài này phải gọi là nó là siêu phẩm luôn này, rất đẹp. Đây có hai cái cúc này, nhưng mã này là ưu tiên các tình yêu tầm khoảng độ 50-55 cân gì đấy, bởi vì cái form này em nghĩ là không biết là nó ghi là form gì đấy. Đẹp lắm, đây mọi người nhìn này, nó mọi người thắt nơ ở đây này, gọi là siêu phẩm luôn. Cái mã này à, không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. Nó bị nhăn thôi chứ mã này mặc này, nhìn hộ em này, đẹp dã man luôn này. Nó bị nhăn ở đằng sau thôi chứ mã này mặc thì rất là đẹp này, đẹp xuất sắc chưa. Đây mã áo này em mặc là nó bị nhăn thôi, chứ mọi người nhìn hộ em cái chất này, nhìn hộ em cái khuy tay này, rất đẹp luôn. Mã này cực kỳ xinh luôn này. Mã này bán bao nhiêu đây mọi người, chỉ cần là thôi. Đây cho mọi người xem một cái mới là nó chưa ấy ra này. Đây này, một cái này rất đẹp. Cái mã này mở đầu cho em đây, nhìn của em này, cái khuy này rất đẹp luôn này. 04 cho em, hàng này hàng cao cấp của em luôn. Mọi người chia sẻ livestream một mã này bán cho em là 120.000. Mở đầu cho em cái áo này bán 120.000. Mọi người không mua ở đâu được một cái áo này với giá 120.000. Ưu tiên các tình yêu từ mà ưu thế các tình yêu từ tầm khoảng, cái này là vải giống như ở vải kaki hay là vải gì đấy, nó giống như ở, mọi người nhìn cái áo của chất Burberry, nó giống y như cái áo của chất Burberry luôn, rất là đẹp. Cái mã này cực kỳ đẹp, mã không mấy đấy ạ. 120.000 cho em, mã không mấy. 04 cho em 120.000, mã này mọi người mua tặng mẹ rất đẹp luôn. 04 Lan Anh cho em lại đây. Hàng nguyên đẹp, nó đẹp như này cơ ạ. 04 Lan Anh cho em ạ. Lan Anh cho em ạ, 120.000 mã này, trời ơi mê luôn. Cái màu ở ngoài mọi người mua ấy, Lan Anh có hàng cái màu ở ngoài mua, nếu như mọi người mua cái mã này ở ngoài nó phải rơi tầm khoảng 500, bởi vì chất rất đẹp. Mỗi tuần nó bị nhăn nhở, lên nó bị nhăn mất thôi rồi, để là hôm sau em ấy cho mọi người, em là cho mọi người. Lên cho em cái khác đi anh, cái áo kia là, à đây một cái áo cổ ngọc nó cho em này. 04 Lan Anh có hàng, Lan Anh xin số điện thoại cho em nha Lan Anh. Ừ vịt bầu ơi bị ẩn comment là anh ơi, mượn cái cọc kia nè, cọc đen ý. Cái áo này rất đẹp, trời ơi mấy em nhăn lên cho em là cho mọi người. Cái áo này treo cửa hàng lại bán được anh nhở. Đây lên cho mọi người nhá. Áo này cổ ngọc em không biết là em còn mấy cái hiện tại đây nào. Đây còn cái áo cổ ngọc rất đẹp này. Mọi người nhìn hàng cổ ngọc. Chị Đàm ơi, chị Lan Anh, trời ơi em không em không phải đâu, căn bản là em kiểu mọi người thay avatar em không nhớ được avatar ấy. Em không nhớ đâu avatar này, một cái cổ ngọc cũng rất là xinh này. Một cái cổ ngọc mọi người mặc mùa này rất là đẹp nhá. Cổ ngọc với cả tay ngọc này mọi người yên tâm nhá, hàng ngọc thì nó đều là đính hết nên là mọi người thoải mái luôn. Đây này, cái dây này là dây, cái này là mã này là size nhỏ cho em này, nhưng rất là đẹp. Mã cổ ngọc này đẹp quá. Mã này mọi người mặc với chân váy cũng rất là xinh luôn. Đây, nhưng cái này em là size S nên là em mặc không có hợp lắm. Đây à, em không mặc không có vừa lắm. Bây giờ em lên chắc phải tầm khoảng 57 cân rồi này. Cái mã này rất là xinh nhá. Cổ này, cổ này mã này bao nhiêu đây? Mã này bao nhiêu đây? Không mấy. Mã này đẹp, không bị dừ đâu, màu ngoài nó tây lắm chị Lan Anh ạ. Mã không mấy. 05 chốt 05 cho em, mã 05 bán cho em bao nhiêu ạ? 58.000 một cái áo này thôi, quá đẹp luôn. Trời, áo đính tay ngọc này. Nhưng mà size S nhá mọi người, tầm khoảng từ 45 cân đến 47 cân mặc ok, 48 cân mặc ok đấy. 45 đến 48 cân mặc ok cho em nhá. 45 đến 48 cân mặc ok cho em này. 45 đến 48 cân mặc ok cho em nha. 45 đến 48 cân mặc cho em. Mã cổ ngọc này, cổ ngọc rất đẹp, hàng Quảng Châu luôn này. Mã bao nhiêu đây? Mã 05 cho em đúng không? Mã 05 cho em chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh, bởi vì khách nhà em là ít khách nhỏ lắm, toàn khách to thôi. Mã này rất là đẹp này. Còn một ít em còn sót một ít thôi, chứ còn mã này á, nếu mà để mà nói á thì trước kia không bao giờ có cái giá này luôn này. Cổ nó rất đẹp, 05 tràn bường có hàng này. Mã này rất là đẹp luôn mọi người nha. Hôm nay em là clip không báo trước ý. Clip không báo trước thì nên là nó mới thế chị Nguyễn Hải ơi. 05 tràn bướng cho em này, 05 tràn bướng cho em này. Mã này rất đẹp, 58.000 thôi này. Tràn bướng cho em này, 58.000 cho em này. 05 chốt cho em này, 05 Triều Tân ơi, mọi người đừng hỏi em là có cái gì không nhá, bởi vì em clip từ từ ấy. Nga Hoàng ơi, 58 cân là vừa, mà cái mã kia là tầm khoảng 58 cân là vừa cô ơi. Thiên An Trần ơi, có thế nhiên là 05 chốt Châu Anh cho em nữa này. 05 Châu Anh, số loại 05 Châu Anh cho em này, Châu Anh cho em này, 58.000 này. Hết cho em mã này nha, hết cho em mã này này. Trời ơi, cái váy này rất đẹp mà hôm trước bị sót mất này. Cái này, váy này còn sót một cái, không biết chị nào mua thì biết này. Nguyễn Lê Linh ơi, Nguyễn Lê Linh xanh không có chốt hàng cho Nguyễn Lê Linh. Đây 05 này. Ủa cái mã này 06 cho em này, nhanh tay thì còn. Mã này 99.000 cho em. Cái váy này nó có là siêu phẩm luôn rồi, không phải nói, hôm trước nó không có mà bán. Cái này còn đúng sót một cái, 99.000 các chế, tầm khoảng 48 cân đến tầm khoảng. Váy này đẹp xuất sắc luôn. Châu Anh số lại cho em này. Nếu mã này cho em là 06 cho em, 99.000 còn sót một cái duy nhất. Hôm nay em lên clip không báo trước thế nên là mọi người xem thì hơi ít một tí, với cả mạng nó bị vớ vẩn lắm luôn ấy. 06 chốt 06 cho em này, 06 cho em. Trời ơi, à không không nhở, 06 đúng không? 06 cho em này, 99.000 này. Đẹp xuất sắc, cái váy này 46 cân 06 rất đẹp. Hôm trước mọi người mua thì nhanh lên này. Mã 06 này 46 đến 49 cân mặc ok cho em. Đẹp xuất sắc. Trời ơi, 06 này, à đây, cái áo sơ mi theo, à cái áo sơ mi theo này vẫn còn này. Sơ mi theo này còn sót này, cho chị Phúc Phan một cái đi, Phúc Phan đâu đi cho. Phúc Phan đâu đi cho. 06. Ok, nhanh tay chốt cho em. Ok, 06 chốt hàng Nga cho em nè. Lên cọc cho em đi. Lên cọc cho em. Đây nữa này. Một cái áo tơ, áo này để em xem nó là mã gì ạ. Đây, hàng Quảng Châu nó này, hôm nay em xả cho mọi người hàng hè nhá, rất là rẻ luôn này. Toàn bộ đều là hàng hè, rất đẹp luôn này. Đây cái mã này nó là một cái mã dáng cực kỳ đẹp. Nếu như hàng hè mọi người mua cái mã này, nếu mà vào shop đây còn đang bán là 99.000 một cái áo này. Đấy là hàng giá vào shop này, chất rất đẹp luôn này. Trước của nó là giống như ở mã thêu. Mã này mọi người mặc với chân váy lên cực kỳ đẹp. Nó là dáng kiểu như là tay lỡ đồ khoét ý. Ôi mã này chất mát dã man luôn. Hôm nay bán cho em giá này xả luôn này. Nhưng mọi người chia sẻ livestream mạnh tay cho em nhá, chứ mạng của em dạo này nó bị ẩn comment nhiều dã man luôn ấy. Hàng Nga ơi, ok mọi người có đơn inbox cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Đẹp hơn mong đợi. Cảm ơn chị Huyền Trang, em chẳng nhớ đâu. Thực sự là mọi người mua hàng nhà em nhiều, nhưng em cũng chẳng nhớ là mọi người mua hàng ở đâu hay là mua như nào, em không nhớ được ấy. Bởi vì là nhiều khách quá nên là em không nhớ đơn được của mọi người. Đây mã này rất là xinh này. Mã này cực kỳ đẹp luôn mọi người. Ơi, trời ơi mã này đẹp quá, bán bao nhiêu tiền đấy mọi người. Mã này mặc với chân váy siêu phê luôn mà chất rất là đẹp. Mọi người mặc mùa này cũng đẹp, mùa thu này cũng là quá là xinh luôn. Mã này chia sẻ nhiệt tình cho em, bán cho em mã này. Em thật mọi người, em chỉ bán với mọi người mã này chia sẻ livestream cho em thôi. Các tình yêu là tầm khoảng từ 50 nhá, 50 đến tầm khoảng 55 cân là mặc đẹp mã này này, 50 55 cân mặc đẹp mã này cho em, bán cho em 42.000. Quá rẻ luôn, bởi vì nó là hàng Phong Quảng Châu. 42.000 cho em này, đẹp xuất sắc. Đây nha mọi người, dây mọi người đây này, mặc với chân váy hoặc mặc với quần bò cũng đẹp. Mã này mặc với chân váy quần bò cũng đẹp. 42.000 cho em là phải gọi là siêu rẻ rồi. Mã 07 cho em đúng không? 07 42.000 cho em. Trời ơi đẹp xuất sắc, 42.000 thôi. Em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream cho cháu nó thôi, bởi vì chả bao giờ em bán cái áo này 42.000 đâu. 07 đúng không? Duyên Bình Ngô cho em, mọi người thích mặc form rộng cũng được nhá. Duyên Bình Ngô cho em này. Ok này, 42.000 áp dụng các chế chia sẻ livestream này. 07 chốt Trang Hà cho em này. Trang Hà cho em này. Trời ơi, đẹp xuất sắc đây cho mọi người xem này. Một cái phong áo Quảng Châu như này này, cực kỳ đẹp luôn. 07 cho em này, 42.000 áp dụng các chế chia sẻ livestream này. Áo rất đẹp. 07 cho em. Nguyễn Thị Tuyết Hồng có hàng này, Nguyễn Thị Tuyết Hồng này. 42.000 mọi người về, mọi người mặc chơi chân váy cũng đẹp. Xinh dã man luôn, trời ơi. Được gọi là mẹ Ken ơi, em không xỉ đâu mẹ Ken ơi. Mã này không xỉ đâu, bởi vì ai? 07 Nguyễn Tâm cho em này. Nguyễn Tâm cho em này, 42.000 này. Mã này đẹp xuất sắc, nhanh tay thì còn đúng 2 chiếc nữa. Trời ơi, chưa bao giờ em bán rẻ như hôm nay mà nó là hàng Quảng Châu rất đẹp. 07 này, bạn em có này, Anna này. 42.000 một áo này. 07 một chiếc cuối cùng, mọi người nhìn chất mọi người biết này. Nhìn chất mọi người biết là chất nó rất là mát này, mát dã man. Và mã này 42.000 cho em. Áo Quảng Châu mọi người yên tâm đi, form nhà em thì 07 chị Linh Hồng có hàng, đâu chị Linh Hồng đi rồi nhá. 07 chị Linh Hồng có hàng, lấy cho em có đi anh, lấy cho em cọc chân váy kia kìa. 07 chị Linh Hồng có hàng này. 07 kia kìa, cọc chân váy kia kìa. 07 chị Linh Hồng có hàng cho em này. Đẹp xuất sắc, trời ơi, chia sẻ mặt tay cho em nha. 07 lên hồng quá à. 42.000 đúng rồi. Đây lên một mã chân váy nữa. Lên hồng có hàng cho em này. 42.000. Ok. Cọc chân váy tiếp theo này, thực ra là em thấy nó chủ yếu là size S, thế nên em mới bán cho mọi người một giá không tưởng luôn. Đây mọi người nhìn đủ em này. Sẽ được tặng kèm với thắt lưng. Hôm trước mọi người đã xem livestream của em thì mọi người biết cái chân váy này không có mà bán. Trời ơi, cuối cùng bị sót size, hôm đấy hình như là size L là chủ yếu, hôm nay bị sót size S. Trời ơi em đấy mọi người nhìn này. Quá xuất sắc luôn, khỏi phải nói nhá. Cái chân váy này thì quá đẹp rồi, mọi người sẽ được tặng kèm một cái thắt lưng. Cái thắt lưng này thì mọi người có thể là mọi người mặc với cả váy cũng đẹp. Mọi người có thể mặc với cả váy cũng đẹp này. Đây mọi người nhìn được em này. Đây nha, nếu như mọi người mà mặc với em nhưng thực ra cái váy tím này mọi người mặc với váy đen sẽ đẹp hơn, hoặc là váy trắng ấy. Đây một cái thắt lưng này. Mọi người sẽ được tặng kèm một cái thắt lưng này khi mua một cái chân váy này mà giá của nó rất là đẹp luôn đây. Nhìn em này, cái này chỉ có size S thôi nên em sẽ sale cho mọi người mua về cho bé mặc cũng được. Nhưng cái bé nào đây này, một cái chân váy rất đẹp thì những cái này còn mấy chiếc cho em thôi. Rất đẹp lắm luôn đấy mọi người, nhìn này, chỉ còn size S thôi nên em sẽ xả cho mọi người. Xa cho mọi người là 45.000 một cái này rất đẹp. Trời ơi nhìn em cái chân váy này. Cái mã chân váy này là lỗ luôn, trời ơi em thật mọi người, em không biết là nó còn sót. Mã này mọi người tầm khoảng 46 cân đến 47 cân mặc cho em, 46 44 đến 47 cân mặc cho em. Mã này rất đẹp, trời ơi, từ cái form của nó đến cả cái ấy này. Đẹp mê ly luôn này, mọi người nhìn hộ em này. Hàng này đều là hàng hãng, đều rất là đẹp luôn. Mã không mấy? 08. Mã 08 cho em, mã 08 Châu Anh có hàng này. 45.000 một cái chân váy được tặng kèm một cái thắt lưng luôn. 08 này. Châu Anh cho em có hàng này, Châu Anh cho em này. 45.000 này. 08 chắc chắn mua hàng ấy, chốt cho em này. Mã này rất đẹp. 08 này, Tràn Bường có hàng này. 45.000 nữa. 08 Nguyễn Thị Oanh có hàng này. 08 này, Tràn Bướng cho em có hàng này. Đẹp lắm luôn này. 08 này, Tràn Bướng có hàng này. Ok này, 45.000 cho em này. 08 này, Nguyễn Thị Oanh có hàng này. Không có mờ đâu bạn ơi. 08 này, Nguyễn Thị Oanh có hàng cho em này. 08 Nguyễn Thị Oanh này. Nguyễn Thị Oanh này, Trần Yến Vi này. 45.000 này, ok này. 08 Trần Yến Vi cho em này. Đẹp lắm luôn, được tặng kèm cái thắt lưng luôn ạ. Trần Yến Vi cho em này. Trần Yến Vi cho em này. 45.000 này, ok này. 08 Nguyễn Tuân cho em có hàng này. Nguyễn Tâm này. 45.000 một cái được tặng kèm thắt lưng, trời ơi. 45.000 cho em này. 08 này, Thúy Phạm có hàng này. Chị Thúy Phạm chưa mua nhà em lần nào đâu, cho em xin số đi ạ. 08 này, chị Thúy Phạm ấy không nhớ là chị đã mua nhà em lần nào đâu ạ. Thúy Phạm cho em này. 45.000 này. 08 Hồng Hạnh có hàng này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. 08 này, Nhanh Tay cho em thì còn này. Hồng Hạnh cho em này. 45.000 này. 08 Thúy Dung có hàng này. Đơn Thúy Dung đi rồi nhá. Nhanh Tay thì còn 45.000 được tặng kèm thắt lưng này. Mã này em bán rất là hot rồi, ai mua hàng nhà em thì có này. Thúy Dung có hàng này. 08 Trịnh Thị Loan có hàng này. Đẹp xuất sắc này. Đẹp lắm luôn ấy. 08 này, Trịnh Thị Loan có hàng này. 08 chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Trịnh Thị Loan này. 45.000 mọi người nhìn cái túi là mọi người đã thấy xịn rồi, mọi người đã biết là quá là xịn rồi này. 08 chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Mã này mọi người mua tặng bé cũng xinh luôn. Chân váy đẹp dã man luôn này. Nói chung là thôi khoảng chẳng quảng cáo đâu, vì chân váy này rất đẹp, mua mặc với chân váy len rất đẹp, được tặng kèm cả thắt lưng nữa. 08 chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Các tình yêu có đơn cho em số điện thoại nha. 08 cho em lên cho em mã len nữa đi. Lên cho em mã len nữa đi ạ. 08 Quỳnh Nguyễn có hàng em hết này. Trịnh Thúy Loan thiếu số nhá. 45.000 này. Trịnh Thúy Loan thiếu số cho em này. Đây cái mã này còn một ít nữa, ai mà nhận cái áo tím này của em rồi thì biết này. Ai thì nhận cái áo tôi bởi vì ai mà nhận cái áo tím của em biết hôm nay còn một ít hàng hè nên em sẽ xả nốt cho các chế. Ai mà nhận cái áo tím của em rồi thì biết này, chất rất đẹp, nó nhăn thế thôi nhưng mà phải gọi là siêu phẩm luôn. Áo tím nó nhăn thế thôi nhưng mà phải gọi là siêu phẩm luôn. Mã này mọi người mặc với chân váy, mặc với mùa thu cũng đẹp, bởi vì tay của nó là tay rút. Tùy mọi người thích rút dài hay rút ngắn, nhưng mã tím này phải gọi là quá đẹp luôn. Em bán mã tím này trước còn bán 60.000 một cái, mà đấy là gần đây nhất luôn chứ không phải đâu xa đâu này. Mã này mọi người rút tay nhá, ví dụ như mọi người thích mặc tay rút như em này. Đấy rất đẹp luôn này. Form nó hơi nhăn bởi vì nó mát, chất rất là mát luôn. Mã này mọi người chia sẻ mạnh tay bán cho em 48.000 này. Em còn bán mã này form rất rộng nhá. Mọi người mặc với chân váy này cực kỳ đẹp này. Mã 09 cho em tím trễ vai. Mã này còn đúng 3 cái nên bán cho em là giá 48.000 thôi. Mã bao nhiêu đây? Mã 409 đúng không anh? 09 cho em này, 09 cho em 48.000. Ai nhận áo này cũng đều khen luôn này. 09 cho em này 48.000, nó là hàng Quảng Châu mọi người nha, mặc rất đẹp và rất sáng da luôn. Ok chị Thủy Phạm này. Ok Nguyễn Thúy Anh sẽ có lên một cặp chân váy, có một cặp chân váy nữa. Mã 09 cho em. Nhanh tay cho em. Mã này hơi nhăn, Không Hoa Trần có hàng này. Mọi người không mua cái mã này hơi bị phí luôn bởi vì rất là mát. 48.000 thôi. 09 cho em Hoa Trần có hàng này. 09 cho em có đúng 3 chiếc bởi vì biết là bây giờ Winnie Sunny có hàng này. Winnie Sunny mã này em bán ai mà mua của em rồi thì biết này. Còn đúng một chiếc thôi, mặc rất sáng da luôn. Hoa Trần Winnie Sunny có hàng không em mạng nha, em bị ẩn comment lắm luôn. Trời ơi, Trần Thị Thái Hiền có hàng này. Mai Trần Thị Thái Hiền cho em này. Trần Thị Thái Hiền cho em này, có này. Toàn bộ đều là hàng keo cấp luôn á các chế. Lên trần cọc bomber đi em. Bomber, em bán bomber nhá mọi người, lên cho em một bomber này. Thực ra bây giờ bomber chưa lạnh nên em chưa bán đâu, nhưng mà thôi rồi em sẽ lên cho mọi người một cọc bomber. Bomber siêu chất luôn, eo bomber Quảng Châu đó, vào vụ toàn bán 180 với cả 200 thôi. 09 này. Trần Thị Thái Hiền cho em này. Anh lên cho em bomber đi với mấy cọc len đi. 48.000 hết mã này cho em này. Đây lên cho em mã này, chân váy thì khỏi phải nói luôn. Riêng cái chân váy này mọi người mua, mọi người mặc véo len thì phải gọi là quá đẹp luôn. Nguyễn Thị Oanh có 08. Nguyễn Thị Oanh có 08 này, mã 10 cho em đúng không? Mã 10 đúng không? 09 rồi thì mã 10 cho em là chia sẻ mạnh tay giúp em. Mã 10 này chia sẻ mạnh tay cho em cũng bán một cái giá mọi người không tưởng luôn này. Riêng cái chân váy này hôm nay là còn một ít thì nha, chân váy này còn đúng một cọc nữa là hết. Nhưng em chỉ áp dụng với các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Còn nếu như không chia sẻ livestream thì sẽ không chốt được mã này, bởi vì mã này gọi là quá là ấy luôn. Mã này bán cho em là chân váy Quảng Châu thêm còn một cọc. Đây mọi người của em. Chân váy rất đẹp, mã này mọi người, chân váy này mọi người mặc cái áo len cực kỳ đẹp luôn. Em ví dụ cho mọi người nhá. Còn áo len này mình không biết là không nhớ là đã ấy chưa, áo len này đẹp quá này. Đây, em ví dụ cho mọi người một cái áo này mà mặc với chân váy rất đẹp luôn, thành một cái set rất đẹp luôn. Mã này chia sẻ mảnh tay chân váy thôi nhá, còn áo len chưa bán đâu nhá mọi người nhá. Áo len chưa bán, đừng comment áo len cho em bán chân váy ạ. Đừng cho em áo len em bán chân váy nhá, em bán chân váy đó ạ. Đừng comment áo len nhá các chế. Đây này, ví dụ như này. Mã này mọi người mặc với cả áo len rất đẹp luôn. Thực sự mã này mọi người mặc với áo len, nhưng mà em chưa bán áo len nhá, bán mỗi chân váy thôi, đừng comment trước của em, chưa phát giá. Nhưng mã này chia sẻ livestream cho em nhá. Mã 10 là chân váy nhá, không phải áo len đâu ạ, rất đẹp luôn này. Đây mọi người nhìn này. Mã này mọi người nhìn đúng không ạ? Đây ạ. Không đẹp không lấy tiền các chế luôn này. Đẹp xuất sắc chứ. Mã này mọi người đi một đôi giày sneaker hoặc đi một đôi giày cao gót rất đẹp luôn ạ. Đây mọi người nhìn này. Set siêu đẹp, mặc đi ăn cưới set này cũng đẹp luôn đây. Nhìn của em này. Cực kỳ đẹp mọi người nhìn đúng không ạ? Xinh lắm, mặc nó kiểu như là Hàn Quốc dã man luôn. Mà cái chân váy này mọi người mua ở trong shop phải 150.000 một cái, nhưng hôm nay em bán cho mọi người giá cực kỳ sốc luôn. Em bán giá này để cho các tình yêu chia sẻ livestream cho em là 35.000 một cái, bởi vì livestream của em bây giờ đang bị giảm tương tác rất nhiều. Nên bán cho em là 35.000, em bán em còn thấy xúc động bởi vì quá rẻ luôn. 35.000 cho em mã này, chốt cho em mã 10 ạ. Chân váy 35.000 cho em, dáng xòe bồng, mọi người mặc áo len rất đẹp. Chân váy cho em 35.000, còn đúng mấy chiếc nữa em bán cho mọi người giá lỗ luôn này. Mã bao nhiêu đây? Mã 10 này, 10 cho em 35.000 cái chân váy 10. Dương Hạnh có hàng. Các tình yêu cố gắng comment một lần cho em thôi nhá. Dương Hạnh cho em này. Dương Hạnh xin số cho em. 35.000 cho em này. 10 Ngọc Thúy cho em này. Ngọc Thúy cho em luôn này, chắc chắn mua hàng, chốt cho em 35.000 này, ok này. Mã 10 Linh Ca có hàng này. Linh Ca cho em này. 35.000 cho em này. Mã 10 chốt cho em là Kiều Thu có hàng này. Kiều Thu cho em này 35.000 cho em này. Ông mọi người nhìn đúng không ạ? Mã 10 Thỏ Nâu cho em này. Thỏ Nâu cho em này. 35.000 cho em này, ok này. Mã 10 chốt cho em này 35.000 này. Được, anh Hải này, Ngọc được, chân váy anh mặc được. Mã 10 xinh lắm, mọi người mặc với áo len rất đẹp. Mã 10 mặc với áo len thì có Kiều Thu Thỏ Nâu xin số cho anh này. Dương Hạnh có số điện thoại rồi này, đẹp xuất sắc cái này mặc. Mã 10 Phạm Thị Lụa này. Phạm Thị Lụa cho em này, ok này. Mã 10 chốt cho em này, Winnie Sunny này, đẹp xuất sắc luôn, trời ơi. 35.000 cho em này, mã 10 chốt cho em này. Xuất sắc Vũ Vũ có hàng này. 35.000 áo này, đây. Mã 10 chốt cho em này, mặc với chân váy cực kỳ đẹp, thành một cái set rất đẹp. Chia sẻ livestream giúp cho em này. Winnie Sunny cho em. Còn cái áo này nữa, một cái mã áo này rất đẹp, mã này em bán 100.000 một cái áo nâu rồi đấy. Bởi vì áo nâu nó là áo Hàn Quốc rất đẹp. Mã này mọi người chia sẻ livestream em bán đúng cái giá này em bán lỗ luôn, em bán 100.000 là mọi người biết em lãi 5-7.000 một cái. Mã 10 của một người nữa cuối cùng là chốt cho em này, mặc cái chân váy rất đẹp, cái set này bên trong có lớp lót nhá. Trần Yến Vi có mã 10 này. Sang mã 11 cho em chỉ áp dụng các chế chia sẻ livestream thôi này. Nhìn rất len của em này. Đây mọi người nhìn này, một cái set này luôn không phải nói nhiều này. Kiều Thu Thỏ Nâu Dương Hạnh. Kiều Thu Thỏ Nâu xin số điện thoại cho em, mã này mặc Hàn Quốc dã man đây mọi người nhìn này. Đi thêm giày cao gót này. Mặc xinh cực kỳ mọi người nhìn không ạ? Mặc rất là Hàn Quốc luôn, mã này mặc rất là Hàn Quốc, mã này bán cho em là 50.000. Một cái áo này em bán 100.000. Bây giờ còn sót một cái bán cho em 50.000, comment của em 50.000 kèm 10 lượt chia sẻ với mã này bán lỗ luôn này. Riêng chất em khỏi nói các chế luôn. Kiểu quá đẹp luôn, kiểu thì khỏi nói mọi người thích mặc lệch vai nhẹ nhẹ xinh xinh mặc cũng vẫn được. Nhưng em chỉ áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Còn nếu mà không chia sẻ livestream là không chốt đơn mã này đâu nhé. Có đúng 50.000 thôi, mã 11 cho em. Mã 10 này còn người cuối là chốt ai nhỉ? Không nhớ luôn, mã này chân váy đẹp quá. Trần Yến Vi đúng không? Ừ. Kiều Thu xin số cho em nhé. Kiều Thu xin số điện thoại Kiều Thu cho em nhá. Kiều Thu xin số điện thoại Kiều Thu cho em này. Comment kèm chia sẻ giúp em. Mọi người phải chia sẻ mạnh tay cho em để em phát mã cho mọi người, chứ nếu không mã người chốt cho em là Trần Yến Vi này. Một mã áo xanh rêu cái thì mọi người khỏi phải nói luôn. 35.000 rẻ quá. Trời không nhớ là mình bán bao nhiêu tiền luôn ấy. Đây bị Hà bị thu thừa rồi. Thu thừa là sao? Mình thiếu một cái ở trong combo ấy. À ok. Chốt cho em mã này, comment kèm hộ em nha. Mã này bao nhiêu đây? 11 cho em này. Ok, chốt cho em chị Giang Trà này. Giang Trà cho em này 50.000 này. Giang Trà 100.000, đơn Giang Trà đi rồi nha tình yêu ơi, đơn Giang Trà đi rồi cho em này. Lên trên một mã nữa này, mã khoác này màu kem, còn 3 chiếc cũng xả nốt cho em này. Hôm nay em xả hết cho mọi người luôn. Nhưng mọi người nhớ phải chia sẻ livestream hộ em với mọi người xem có bị mờ không, không khổ thân em lắm, dạo này mạng nó bị làm sao ấy đây này. Một mã này khoác cardigan màu ấy này. Cái mã này cũng xả sốc cho em luôn này. 55.000 một cái này, em còn 4 chiếc. Xả cho em luôn mã này 55.000, mã này một người mặc rất là xinh. Ôi thề đấy, 55.000 này chẳng ai bán áo này 55.000 đâu ạ. Lã Thị Hoa này mã này 55.000 mặc eo ơi thề, đúng kiểu mọi người mặc, mọi người đi ở ngoài xong mọi người đúng kiểu là cô bé mùa đông ấy. Kiểu nó hơi kiểu giống con cừu ấy. Mã này giống mã cừu, giá man 55.000 thôi, còn 4 chiếc. Nhanh tay cho em, mã này mọi người mặc này, lúc mặc xong mọi người thấy nó đẹp, rất đẹp luôn. Mã này khoác dài cho em. Cực kỳ đẹp mã này thì thôi, không đẹp thì không lấy tiền các chế luôn, nhưng em áp dụng các chế ổ đẹp xuất sắc. Trời ơi mã này thế luôn, giống kiểu cô bé mùa đông. 55.000 cho em thôi, 55.000 cho em thôi. Mã này nhanh tay thì còn, chậm chân thì hết luôn, quá xuất sắc. Mã này khỏi phải nói luôn. Màu này mã 10 mấy đây ạ? 12 ai? Thủy Đức á? Thủy Đức cho em này 55.000 này. 55.000 một cái áo này, khỏi phải nói luôn. Nhìn đúng em cái áo này, nhìn đúng em cái áo luôn đây, chốt cho khách đây khỏi phải nói luôn này. 55.000 một cái thôi. Thủy Đức xin số cho anh. Cái này. Ok 15 đúng không? Mặc vào mới thấy đẹp nha các chế. 12 à? 12 cho em này. Vũ một cái này. 12 này, Vũ này. 55.000 cho em này. 12 Dương Hạnh cho em này. Không spam luôn nhá. Dương Hạnh cho em này. 55.000 cho em này. Đẹp xuất sắc. 12 chốt cho em cái này, đẹp chưa? Eo mã này mặc kiểu nhìn lôi dã man đấy mọi người ạ, mà cái clen kết của nó rất là đẹp nhá. 12 cho em 55.000 chờ. 12 Thủy Đức xin số điện thoại cho em này. 12 chốt một người nữa cho em. Ký ức xưa 55.000. Ok 12 ký ức xưa cho em 55.000 hết mã này cho em. 12 ký ức xưa ấy. Còn đơn này. Còn đơn kia ngay kia luôn. 12 cho em này. Đưa cho em mấy kéo lên vàng nữa. Hôm nay là xả, đúng là nghĩa xả luôn. Ký ức xưa cho em này. Thủy Đức xin số cho anh này, Thủy Đức xin số này. Thủy Đức xin số điện thoại cho em này. Để Trang Hà đủ đơn. 55.000 này. Thủy Đức ơi, nhường có Trang Hà đủ đơn cho em nhá. Thủy Đức này sang để cho Trang Hà đủ đơn cho em nhá. Các tình yêu thông cảm cho em đủ đơn này, lên cho em một mã nữa này, toàn mã đẹp thôi. Lên này còn sót, lên này còn sót đúng 4 cái, đẹp quá. Lên cho em bomber đi anh, lấy cho em cọc bomber đi. Lên này còn sót cho em này, lên này còn sót cho em đúng 10 chiếc thôi. Trời ơi chị Nguyễn Hảo, em không nhìn thấy comment em thề với tình yêu luôn. Đây mã này còn 4 cái cho em này, 4 cái mã này đẹp thì khỏi bàn luôn nhá. Mọi người nhìn lên này, mê luôn. Eo len nhà em á, lạnh em chưa muốn lên len, chứ còn nếu mà em lên len thì gọi là mất nấc luôn. Em chưa muốn lên len mùa này, bởi vì lên len mùa này nó không được giá ấy. Thế em nhập rất là cao mà bán cho mọi người như cái mã len vừa rồi là bán lỗ luôn, bởi vì Facebook của nó tăng giảm tương tác rất là ấy luôn này. Đây một mã này nữa này, eo đẹp lắm luôn. Em xả chân váy, xả cả đơn luôn, không chốt cho nhé. Kiều Thu ấy gì? Mã này rất đẹp luôn này. Kiều Thu hỏi đây mã này này, cực kỳ đẹp luôn đây. Một cái dáng váy, nó là dáng tay lớn, mọi người có thể mặc bên trong một áo len rất đẹp. Một mã này cũng xả cho em luôn. Ai mà đã mua mã này của em thì biết này, khỏi phải nói, bởi vì chất rất đẹp. Đây mã này còn bán cho mọi người như là 99.000 hay sao ấy. Mà ngoài mọi người mua mã này phải tầm khoảng 250.000 luôn. Cái chất len rất là đẹp, nó là dáng váy cho em, và váy tay lớn mọi người mặc bên trong áo len cũng đẹp. Nó dáng, ôi mã này đẹp quá luôn. Mã này bán cho em luôn là 75.000 này, không thể nào đẹp hơn. Mọi người nhìn em cái váy này 75.000, áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream. Mã này em nhập rất là cao, không hề bị rẻ một tí nào này, không hề rẻ một tí nào, mà cái kiểu len của nó rất tây luôn. Mã mười mấy đúng không? Mười mấy đây. 13 chốt cho em. Quỳnh Nguyên có hàng, Hoa Trần có hàng. Mã 13 xinh lắm ấy mọi người ạ. Tôi gọi là em bán 75.000, mọi người nhận cái hàng mọi người mê luôn, bởi vì cái len của nó rất đẹp. 13 cho em này, 75.000 thôi, em bán cho các tình yêu chia sẻ livestream thôi này. Quỳnh Nguyên cho em hôm nay mọi người phải chia sẻ livestream mạnh tay cho em lên. 13 Quỳnh Nguyên có hàng này. Ok 13 này. Hoa Trần. 13 Hoa Trần này. Hoa Trần có hàng này, nhanh tay giúp em này. 75.000 là mọi người không thể nào mua đâu được. Một mã luôn. 13 chốt Hạ Vũ cho em này. Hạ Vũ à? Hạ Vũ cho em này. 75.000 này. 13 rồi mình ngô hết luôn. Đẹp lắm ấy mọi người ạ. 75.000 là không mua ở đâu được một cái áo này, đẹp chưa? Tay lắm trời ơi, cái len này bên sau của nó cũng đẹp này. em chỉ áp dụng với các tình yêu chia sẻ livestream thôi. Còn nếu mã này mà lúc sau mà em biết mọi người không chia sẻ livestream thì không thể bán được mã này giá 75.000 đâu, bởi mã này nhập vào đó là 100 rồi. Em thề luôn, bởi vì hôm nay livestream của em Hoa tương tác rất là kém. Hoa Trần không lấy để cho người khác luôn là tình yêu ơi. 13 rõ ràng có comment. 13 Phạm Thị Lùa có hàng hoặc ký ức xưa này. Ký ức xưa đi ạ. Ký ức xưa cho em này. Nhớ hộ em là chắc chắn mua hàng, bởi vì mã này em nhập vào đã là 100.000 rồi. Mọi người nhìn hộ em, nhìn chất len này. Không lại bảo em nói điêu này. Từ len kết luôn rất đẹp luôn này. 13 chốt cho em Duyên Bình Ngô hết. Mã này 13 xinh quá. Mã này 13 đi vô đôi bốt cao nữa thôi. 13 chốt cho em này. Hôm nay em nhập mã này vào đắt rồi. Trời ơi bán là còn nếu Nguyễn Đăng Thành đơn ngày mai ship cho em này. Đây thêm một mã nữa, mã này thôi. Đã bán thì bán luôn, bởi vì mã này thực ra là cũng không định bán nữa mà thôi. Bán cho em mã này để chia sẻ livestream mọi người, bởi vì tương tác của em dạo này Facebook rất là kém. Em thề luôn. Cái gì? Bởi vì ấy quá đúng không? Rẻ quá đúng không? 13 chốt cho em này. Đẹp xuất sắc. Duyên Bình Ngô này hôm nay thôi, riêng tối ngày hôm nay mọi người phải chia sẻ mạnh tay cho em. Duyên Bình Ngô cho em này 75.000 này. Mã này nhập rất là cao luôn ấy. Úp qua đây. Cái váy chiều thu là cho Nguyễn Hải đấy. Ok. Đây chị Nguyễn Hải luôn này, chiều thu xả ra cái váy đen mặc. 13 này chốt cho em này, Nguyễn Hải. Anh ship cho chị Nguyễn Hải luôn này 35.000. Đây một cái mã, thực ra cái mã này cũng chưa định bán đâu, bởi vì cái mã này cũng rất là ấy luôn, chúng tôi xả cho em luôn này. Riêng chất len nhà em thì khỏi phải nói, mặc cực kỳ mềm mà mọi người. Mã chất len này mặc vào chân váy rất đẹp này. Còn cọc này cho em là còn mấy chiếc thôi. Đây còn mấy chiếc cũng bán ra em giá như tặng. Còn mấy chiếc luôn. Cái này còn có mấy chiếc nữa này, len rất đẹp. Màu len kem rất xinh luôn này. Heo xinh đi đơn rồi, heo xinh đi đơn rồi. Đơn heo xinh đi đơn rồi tình yêu ơi. Đây một cái len nữa này. Mọi người nhá, bởi vì sao mạng của nhà em rất là kém nên em không thể nhìn mọi người được, chứ mọi người biết là em nhìn ai là em chốt luôn người đấy. Em nhìn ai là em comment là em chốt luôn người đấy. Đây cái mã này mọi người mặc cái chân váy rất đẹp, cái màu kem của nó rất là xinh này. Màu kem của nó rất là xinh luôn, mã này cũng xả cho em luôn này. Heo xinh ơi, hôm qua bên chị cho đơn đi chốt hàng chưa là sao vậy? Đúng rồi, heo xinh đi đơn rồi. À đây, cái mã này rất là đẹp luôn này. Còn đúng 4 chiếc cho em, mã này bán cho em 65.000 này, đẹp xuất sắc chưa? Mã này em không, mọi người nhìn này, len tây dã man luôn, em thật mọi người mua cái mã này tầm khoảng ở Hàn Quốc nó phải rơi vào tầm khoảng độ bao nhiêu tiền nhỉ? Tầm khoảng độ 550 một cái mã len như thế này, em nói thật mọi người luôn này. Mã này bao nhiêu đây? Mã này bao nhiêu đây? 10 mấy cho em. Len có 65.000, mã 14 này, 65.000 cho em. Mã này mọi người mặc với chân váy thì thôi, mê đừng hỏi luôn. 14 cho em này. Mã 14 cho em này, 65.000, 14 này. Nguyễn Ngân Khánh có hàng này. Nguyễn Ngân Khánh này, 14.000 Bình Ngô à? Nguyễn Ngân Khánh cho em này 65.000 này, ok này. 14 này, Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Đẹp xuất sắc luôn, 65.000, mã này mặc cái tây luôn này. 14 cho em này, 65.000 này. Nhật Xù có hàng này. Nhật Xù đơn đi rồi này. Rẻ hơn, đúng rồi đấy, hôm nay em bán rất là rẻ luôn này. Nam Bảo cho em có hàng này. 14 Nam Bảo 65.000 hết này, đẹp quá. 14 Nam Bảo hết cho em, lên cho em bomber đi anh. Lấy cho em ít bomber ấy. 14 lấy cho em ít bomber anh. 14 này các tình yêu Nam Bảo xin số điện thoại cho em này. 14 Nam Bảo có hàng cho em này. Đẹp lắm, trời ơi, bán xong mà. Nam Bảo cho em này 65.000 này, vừa bán vừa mếu luôn. Rất đắt. Rồi Bình Ngô có rồi, ghi rồi, chắc chắn luôn, không sai ở đâu. Đây hai cái mã này nó cũng rất đẹp này. Mỗi cái nó rằng mọi người có những cái còn lỗ, bởi vì sao em bán để gọi là mọi người chia sẻ livestream mạnh tay cho em mà mọi người không chia sẻ. Đây này, nhìn độ em cái áo Hàn Quốc này, đẹp chưa? Cái áo này thì khỏi phải nói luôn này, nó là dáng váy này, đó là dáng váy dáng rộng cho em này. Áo này rất đẹp, chất cực kỳ mềm luôn này. Mã này bán cho em 75.000, còn sót 2 chiếc cho em 75.000 nhanh tay thì còn. Mã này em khỏi mặc luôn đi, mã này dáng rất đẹp này, nhìn độ em này. 75.000 còn sót 2 chiếc cho em này, toàn bán gọi là mã siêu rẻ cho các chế. Mã 15 cho em. 15 cho em bomber là cái đen ở bên trong ấy anh, cái cọc đen đỏ bên trong ấy, đi tít bên trong thì sẽ thấy. Đúng rồi. Đây, mã này thì khỏi phải nói luôn này. Từ kiểu đến cả form này rất đẹp này. Rồi mặc bên trong cho em với cả chân váy. Mã này nó là dáng áo váy. 15 cho em, 15 Giang Còi có hàng này. Đây bomber không phải, đấy là bomber đỏ. 15 Giang Còi có hàng cho em này, đẹp lắm luôn. 15 Giang Còi này. 75.000 cho em này, 75.000 mã như em đang mặc nhá, 75.000 cho em này. 15 Tràn Bường có hàng hết cho em này. 15 Tràn Bướng thêm này. Đây lên một cọc đây, cọc này không biết là cọc hàng cao cấp này còn sót này. Đây lên một mã len nữa này. Chia sẻ mạnh tay giúp cháu nó nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em nha. 15 chốt ai đấy? Giang Còn mỗi 15 chốt cho em này. 15 Tràn Bướng hết này. Mã này xinh quá đây. 75.000 thôi. Lên trên bomber đi, lên lấy trên bomber cái. Bomber này đẹp xuất sắc luôn, khỏi phải nói nhiều. Bomber nó giống như ở phao, nó đẹp hơn cơ. Đây mọi người này, mã em lấy trước thôi. Ôi cái này còn sót này, đây còn sót 3 cái dạ. Em chưa muốn bán dạ đâu, mọi người nhìn hộ em cái dạ này. Trời ơi cái dạ này chỉ gọi là mê trở lên thôi này. Ôi dạ này dạ ép dạ xù luôn đây này, cổ lông này. Lông rất mềm nha mọi người nhìn này, lông em ép từ bên kia về rất là mềm luôn. Cái dạ này em chưa muốn bán dạ đâu ạ. Dạ này mà không đẹp em không lấy tiền các chế luôn này. Nhưng cái dạ này của nó kiểu nó mặc rất đẹp mà rất lạ, gần như không có ai có cái kiểu dạ này luôn. Chia sẻ mạnh tay này. Cái này có một đúng một chiếc bomber anh lấy cho em này. Cái này anh lấy cái khác đi. Đẹp lắm luôn, dạ này á phải gọi là mê luôn. Đây nhìn độ em này. Dạ này là cổ này, nhìn độ em cái lông này không phải là lông vớ vẩn đâu nhá. Từ từ đã. Cái dạ này bán đẹp lắm luôn, dạ này em còn mấy trước thôi. Nhưng cái form dạ này nhìn của em này, đẹp xuất sắc chưa? Cái dạ này mọi người mặc cho em kiểu này này, nó là dáng kiểu tay lỡ như bên trong nhá. Mọi người mặc cho em cái áo đen. Ôi, chưa, gần như là ít người có cái kiểu dạ choàng như thế này lắm mọi người ơi, nhanh tay này. Em còn đúng ổ ôi thề cái dạ này á. Đúng rồi, dạ này thì thôi nhá. Em nói thật đây nhìn cổ lông này. Cái dạ này á, eo ơi thật mọi người nhìn này. Cổ lông là lông xịn luôn nhá. Em ép từ bên Quảng Châu về đây, nhìn này. Xuất sắc chưa? Cái dạ này không đẹp không lấy tiền các chế mà cái dáng của nó quá đẹp luôn. Mã này bán bao nhiêu tiền đây? Dạ đỏ này. Chia sẻ mạnh tay cho em chưa? Dạ đỏ này duy nhất ngày hôm nay cho em bán cho em là 145.000, 145.000 thôi. Không ai bán cái dạ đỏ này 145.000 cho em này. Quá xuất sắc luôn này. Nhìn của em với chất dạ đỏ này, 15 cho em nhanh tay cho em này. Cái này mọi người mặc cho em. Này, lông này. Ôi đẹp lắm mọi người ơi. Cái dạ này 15 này, nhanh tay cho em này. Mặc sang kinh khủng luôn này. Đẹp quá, em phải giữ một cái mặc. Nhìn này. Hàng nhá, hàng này phải gọi là hàng ở bên kia nó bán chưa gì nó bán 500 tệ. Mọi người nhìn nó đây, à đâu không phải 1980 tệ mọi người nhân lên cho em. Đây ạ. Tất cả cái áo này đều là 1900. Nhanh lên. Có đúng 5 chiếc thôi hôm nay thôi nhá. Riêng hôm nay thôi, riêng mà ai lấy giả của em thì chỉ có ấy nó thu đỗ này. Ok này. 145.000 thôi, 1580 tệ nhá. 145.000 cho em này. Có đúng mấy chiếc thôi. Hôm nay nó hôm nay thôi này, mã mười mấy đây. 15 là Nam Bảo này. Nguyễn Thu Hà có hàng không? Có. Nguyễn Thu Hà cho em này. Nguyễn Thu Hà cho em này. Mã bao nhiêu? 15 này, Nguyễn Thu Hà này. 145.000 mã này mọi người thử ra ngoài hàng mọi người hỏi đi xem có đến 1 triệu tiền áo này không. Không nói 15 Ngọc Phượng có hàng này. Mã này đẹp xuất sắc luôn này. Xinh lắm ấy mọi người ạ. Cái dáng của nó rất đẹp này. Trời ơi, ai chụp cho em cái? Ai chụp cho em mã này mặc với quần dạ thì thôi nhá. Ai chụp cho em kiểu cho xinh. Trời ơi, hết luôn mã này. Mã này là hết luôn, mã này không đẹp không lấy tiền luôn. Cái lông của nó rất đẹp này, cái cổ lông em ép từ bên đấy về này. Nó không phải là lông kiểu vớ vẩn đâu, không phải là lông vớ vẩn đâu mọi người nhìn này. Mọi người biết, mọi người nói chung là này, nhìn cái chất dạ này. Mê luôn, mã này hết. Nguyễn Thu Hà, cho em mã này chốt Thiên Di cho em một cái. Giá của nó là 1.900 tệ, gần 2.000 tệ. Nhân với 3 lên thì là bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn 6 triệu cái dạ này à? Không nói điêu nha, em không mà nói điêu luôn. Mọi người về, mọi người sờ cái chất này, mọi người biết nó là hàng hãng bên kia luôn này. Hàng hãng mọi người search ra luôn, search ra trên Facebook luôn, mọi người sẽ biết một cái giá áo dạ của nó bao nhiêu tiền. Chứ chẳng bao giờ em nói điều mọi người là eo em mua, bởi vì mọi người mua hàng nha, mọi người biết rồi. Sờ cái chất này mã bao nhiêu đây? 15 chốt ai nữa đây? Thiên Di này mã này đẹp quá. Hết rồi. 145.000 trời ơi. Sau mã này về sẽ là giá 185.000, bởi vì mã này em còn đúng mấy chiếc em bán cho mọi người thôi. Chứ nếu không đây nào lên bomber, thì nào bomber. Bomber cũng rất đẹp nha, bomber này, bomber đẹp luôn này. Bomber đẹp cho em luôn này. Bomber mọi người biết từ đây vào cũng rất là đắt mà bomber nhà em cho mọi người xem này. Nhưng chia sẻ mạnh tay cho em. Yên tâm là già vẫn còn nhưng mà từ từ. Nhìn này hộ em này, đẹp xuất sắc chưa? Bomber này phải gọi là giá của nó siêu phẩm luôn mà, bomber rất đẹp này. Trời ơi đẹp lắm luôn, bomber bên trong cực kỳ ấm nhá. Giá tệ giờ là 3,4 rồi. Rẻ hơn trước đấy mọi người, đây này. Nhìn hộ em này, bên trong là trần bông nhá, bomber này. Hàng bên trong trần bông mà mặc rất nhẹ. Bomber nhà em thì chỉ có một từ thôi. Hồng mơ mai ship nhá. Là siêu chuẩn luôn. Bomber này, còn màu đỏ lên màu đỏ trước cho em nhá. Bomber bán bao tiền đấy các chế? Thực ra là bomber này nhá, em nói thật đây hàng Quảng Châu của em này. Em rất là ít khi bán hàng đẹp. Án hàng đẹp mà giá nói chung là em ý là của em là bán hàng gọi là rất đẹp luôn. Bomber này xịn mà, bên trong trần bông anh ạ. Bomber này bán cho em 130. 130 cho em này, xịn luôn cho em. Bomber 130 cho em này. Hôm nay duy nhất một ngày hôm nay thôi, duy nhất một ngày hôm nay cho em. Mã này rất đẹp này, bomber cho em này. Mặc với chân váy quần dạ cực kỳ xinh này. Bomber đẹp quá trời ơi, hình cao cấp luôn. Bên trong trần bông cho em mã bao nhiêu đây? 16 chốt cho em này. 16 chốt cho em và em hôm nay một mã giá 130 là em áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em thôi. Còn bởi vì sao hôm nay giá sẽ là 155.000 hoặc 160.000, bởi vì giá về Việt Nam rất đắt. Nói chung là bomber này em ôm được ít thôi mọi người ạ, cũng chẳng có nhiều đâu. Mọi người xuất sắc luôn, bên trong trần phao bông này. Tùy loại bomber Quảng Châu em ơi, mặc xong một cái nóng luôn này. 130 thôi, quá xuất sắc. Bomber em bán gọi là cho mọi người là bán giá tri ân, em bán bao nhiêu đây? 16 đúng không? Đẹp lắm đây mọi người nhìn này. Nhìn của em cái bomber là mọi người biết ngay là hàng đẹp không này. 10 mấy đấy? 16 này. Giang còi có hàng này, nhanh tay giúp em này. Giang còi cho em này 130.000 này, đẹp quá. 16 xuất chẳng bướng cho em, nhập hàng kia giúp em nhá. 16 này. Ai đây? Đặng Nguyệt Heo có hàng này. 130.000 này, chốt ai nữa đây? Đẹp quá. 16 chốt chắn bướng này. Chắn bướng này. Mã đầu tiên là chốt ai đấy? Ok này, 130.000 này. Phạm Thị Lụa có hàng này. Đẹp quá. Mã này hàng cao cấp luôn đấy ạ. Phạm Thị Lụa cho em này. Có màu đen đấy tình yêu ơi, 130.000 này. 16 này, đẹp xuất sắc luôn này. Dạ tay nhăn này. Mã này không đẹp không lấy tiền luôn. Xinh dã man luôn, 130.000 thôi. Mã này bomber rất đẹp, cực kỳ trẻ. Giang cò chốt rồi ngay đầu livestream luôn. Dạ cái đẹp quá, 1.000 đây. 1.000 bao nhiêu tệ, mã này dạng công nhận đẹp thật đấy, em giữ một cái mặc. 16 này Giang Vịt có hàng này, hết luôn. Đơn chị Giang Vịt đi rồi đúng không? 16 ấy. Còn một chiếc cuối cùng hay sao ấy này. Hai hình này đẹp quá này. 16 một chiếc cuối cùng thôi. Trang Hà có hàng đã hết rồi. 16 Giang Vịt với 16 Trang Hà này. Là em hết luôn mã này. Đẹp xuất sắc luôn. 16 cho em này, đẹp quá rồi, cái này còn không đúc vào được đây. Đẹp quá rồi, bomber này bên trong trần bông mọi người nhá. Đây, nhìn của em này, cái áo này mọi người biết là xịn hay không à? Nhìn là mọi người biết rồi, mọi người mua hàng quá thích rồi. Dạ em chưa lên đâu. Em thề mọi người nhá, em chỉ lấy thử cho mọi người một cái dạ đỏ thôi, chị nào may mắn thì được một cái dạ đỏ. Em bán 180.000, mọi người hiểu là giá của nó hơn 2.000 tệ. Đợi em tí em lên, em lấy anh lên cho em cái dạ đỏ này. Cái dạ đỏ ấy, một cái dạ đỏ đúng một cái thôi, em chưa lạnh em chưa bán. Vào vụ không bao giờ có giá đấy, trời ơi. Cái này giống kiểu phao trần bông ấy chứ không phải bomber đâu. Mã bao nhiêu đây anh? 30 mấy đấy. 36 chốt ai ấy nhở? Giang Vịt với cả ai nhở? Trang Hà hết này, 130 này, từ từ đã. Em bảo rồi mà, dạ em giấu thôi chứ để mà nói em bán nhá thì á, các shop khác á, không chạy theo kịp luôn. Anh lên cho em mới lấy đúng một cái dạ đỏ thôi. Mã 19 cho em này. Trang Hà. Em bảo chưa lên dạ đỏ đã dạ đỏ rồi, phải ảo đấy. Từ từ nhá. 16 chị lấy màu đen, ok Bạch Thị Thúy đưa màu đen cho em này. Màu đen à? 16 đấy, 4 cái màu đen đấy, đây mặt màu đen này. Còn một cái màu đỏ nữa, 16 một cái màu đỏ nữa ai lấy nè. 16 một cái màu đỏ nữa, xem ai lấy màu đỏ này rất đẹp này. 16 Trang Vịt có hàng. 16 chị Anh Tuyết Nguyễn dồn đơn này. Đẹp quá, má này trần bông luôn. Anh Tuyết Nguyễn cho em này. 130 ok. Lên cho em một cái dạ đỏ đi đã, lên cho em một cái dạ đỏ đi. Đây. Bạch Thị Thúy màu đen, Bạch Thị Thúy đúng không? Mã này chưa lên đen đâu, lên đen thì chắc là cũng khó không kém. 17 cho em này. 17 cho em Bạch Thị Thúy này. Bạch Thị Thúy cho em này, 130.000 này. Đây, mã này rất đẹp này. Mã này rất đẹp này. Mã này nói chung là em bán cũng là gọi là bán cho mọi người, gọi là bán chơi chứ còn giá này mọi người mua không bao giờ được một cái bomber đẹp như này luôn đây. Nhìn của em bomber này, rất đẹp luôn này. Bomber này rất đẹp mà kiểu của nó gọi là form gọi là siêu đẹp luôn chứ không phải đẹp còn đúng hai cái, ở đây còn ba cái. 130 mùa không mua được một cái bomber này bên trong của em. Cái dạ đấy ngay ở bên kia luôn, anh sang bên kia đi, đi sang bên kia, bên sang tay phải anh. Không phải dạ đỏ cơ. Bên tay phải anh, đúng rồi, cổng đấy. Này. Nhìn em nhanh tay nhá, 130 này. Không phải. Cái dạ đỏ dày cơ mà ông nội, rất là dày luôn. Đây, trời ơi. Bomber này, mặc xuất sắc luôn, không đẹp không lấy tiền mà đáng sau này. Mọi người mua cái bomber này ở ngoài nó phải rơi vào tầm, ở đây nó có cúc nhá, đẹp này. Mà đây nó có chun này. Đẹp quá, bên trong trần bông nhá, còn đúng 3 cái 130.000 cho em này. 17 này. Đây đấy. Ôi. Cái đây cái mã này đây nhìn của em này. Gọi là nhá, siêu phê luôn. Đẹp chưa? Cái này đẹp xuất sắc luôn này. Nhanh tay thì còn này. Còn đúng 3 cái. Nói chung là em không bán đâu mọi người ơi. Mã bao nhiêu màu đen đẹp nhỉ? Em giữ một cái mặc. Để nó tra một cái mặc đi, ai đẹp quá. Mỗi người một cái mặc luôn. Đây trần bông này. Nói chung mã này thôi khỏi phải nói. 17 cho em còn 3 chiếc này. Chờ tí sẽ lên cho mọi người hàng siêu phẩm nhưng mà chưa bán đâu. Giá này rất đắt nhưng mà chưa bán đâu. Bởi vì sao? Bomber á toàn bán 200 mấy thôi em thề đấy. Eo bomber toàn là 280, 17 chốt thỏ nâu này, nhanh tay cho em này. 130.000 bán còn tiếc. Quá tiếc luôn đây. Nhìn nỗi em. Không phải bảo em nói điêu, một người nhận cái áo này không phê không trả lại tiền cho em luôn đấy chứ. 17 An An này đẹp quá. Em giữ một cái, giữ mấy cái luôn cho nhà em mặc. Đẹp quá, mã này không lấy chốt hả? 17 chốt cho em một chiếc, cuối cùng 17 ai hỏi màu đen đấy nhỉ? 17 Thiên Di có hàng này. Thiên Di này. 130 thôi hết luôn mã này. Giá của nó phải đến 1000 tệ cho đây lên một cái dạ đỏ. Cái dạ đỏ này ai nhanh tay thì được, bởi vì em còn chưa có túi đúc đâu. Dạ đỏ này mọi người sẽ được tặng kèm một cái đây, được tặng kèm một cái cúc ở bên trong, mọi người đã biết nó xịn như thế nào. Rất đẹp. Dạ này phải gọi là nó phải gọi là đẹp đéo thể chịu được thật sự luôn. Dạ này nếu như mọi người mua nó phải rơi vào tầm khoảng độ 2 triệu hơn. Nó là dạ lông cừu hay nó là dạ gì rất là đẹp. Một cái gì đó mang tên rất là sang chảnh luôn đây. Nhưng mà dạ này em chưa bán đâu nhá, còn đúng một chiếc thôi này. Dạ này mặc rất là đẹp, bán 180.000 này. Dạ này còn là siêu phẩm luôn này. Siêu phẩm luôn chứ không phải là đẹp luôn này, mọi người nhìn này. Rất đẹp, dạ này cực kỳ sang chảnh luôn. Mọi người sẽ được tặng kèm một cái cúc. Đây, mọi người nhìn của em dạ này. Eo thề dạ này rất đẹp, khoảng tầm khoảng 55 cân đổ lên là ok là vừa này. Dạ này đẹp, mọi người khoác như này, bởi bây giờ toàn khoác như này thôi mà. Đẹp xuất sắc chưa? Cái dạ này để nhìn của em này. Comment của em dạ 180.000 một cái thôi, nhưng dạ này mọi người rất là đẹp này. Dạ này xinh lắm luôn đấy. Dạ này đẹp xuất sắc luôn. Đây, mọi người nhìn của em này. Dạ này không đẹp em không lấy tiền cơ chế luôn, mà còn đúng một chiếc thôi. Mã 19 đúng không? 19 chốt cho em này, nhìn của em này. Đẹp quá, 19 này. Chưa rồi không biết lấy túi đâu ra để đúc cái dạ này đây. 19 cho em này. Cái dạng này rất đẹp luôn. Trời ơi. Dạng này 19 cho em. Cân đổ lên nhá, nhớ. Vừa ok, ok 19 này. 19 cho em. Dày chưa? 19 cho em này. 19 cho em, 19 chốt cho em mã 19 nhá, mã 19 cho em. 19 chốt cho em 180. Dạng này cũng đẹp. Eo dạng này em bán 145.000 em cắn lưỡi em chết luôn này. Cái dạng vừa rồi bán 145.000 này. Eo sao mình ngu thế nhở? Bán bằng giá nhập em thề đấy, cái dạng đấy nhá. Rất là đắt, em ôm lô được một, em nói thật mọi người, công vận chuyển về đây cái dạ này phải 160, em thề mọi người luôn. Cái dạ mà dạ đỏ này lúc đó em bán này, nhìn của em cái dạ này nặng chưa, nặng trịch luôn, cổ lông này, eo thề vào vụ toàn bán 400-500, 1 triệu trở lên ấy mà em bán đó mọi người ạ, quá rẻ luôn đấy. Nên là các mế thì thẳng thắn bao nhiêu đấy, 19 cho em này, rất sắc. Còn cái mã 19 này á mọi người mua mà nguyên tắc mát mua tặng mẹ cũng xinh ý. Mã 19 chốt 19 cho em này. 19 Bạch Thị Thúy đi. 19 Bạch Thị Thúy cho em này. Bạch Thị Thúy cho em này. 180.000 mã này này. Ok. Mã này em hết nhá, còn một chiếc thôi. Đây. Lên xem cọc này này. Một cọc áo rất xinh mà em không nhớ áo này em áo này em lấy. Cái dạ đỏ của chị Thu Trang Nguyễn hỏi là cái dạ 145. 145. Cái dạ đỏ còn một chiếc chị Nguyễn Thu Trang Trương Nguyễn thôi, ưu tiên lắm đấy. Eo dạ đấy em bán đó. Eo ơi thề đấy. Một áo nó rất đẹp này, áo này ở trong lô hàng đẹp luôn của em này. Trong cái lô hàng này rất đẹp, đúng rồi đấy. À, trong lô hàng đẹp luôn này. Đẹp xuất sắc luôn, mã này mọi người mặc cũng rất là xinh này, mặc cho mọi người xem này. Cái mã này dưới 60 cân mặc được, bởi vì form nó là form dáng rộng nhá. Form nó form dáng rộng này, chia sẻ livestream nhiệt tình cho em nào. Áo nhìn áo này. Đẹp không thể mê nổi luôn, áo này rất đẹp này, đây. Mặc cho em này. Mã này mà mọi người mặc cho em là giá này là bao nhiêu đây ạ? Mã này bán cho em là 68.000 nhá. Áo này không đẹp không lấy tiền mà. Tay của nó đính ngọc này, đây rất đẹp này. 68.000 cho em áo này, mọi người mặc với chân váy siêu phẩm luôn. Mã bao nhiêu đây? 20 cho em này, 20 cho em 68.000 này. Không biết là còn không. 20 cho em này, mã này đẹp quá. 20 cho em 68.000 này. 20 cho em này, 68.000 cho em này. Mã này rất đẹp luôn. Đây. Mã này mà không đẹp bảo người mà không đẹp ít khi bán lắm. 20 cho em 68.000 này, còn mấy chiếc thôi. Nhanh tay mã 20 cho em này. 15 mà mã nào ta? 20 cho em, 20 tràn bường có hàng này, 68.000 mã này. Ngọc Phượng ơi chưa có áo này đâu. Mã này đầu tiên chị phát mã luôn. Mã này đẹp, Ngọc Phượng chị nói thật mặc rất tiểu thư luôn. 20 tràn bướm cho em có hàng này. 20 Thiên Di có hàng này, Ngọc Phượng chưa có đâu. Mã này đẹp rất đẹp này, Thiên Di cho em này. 68.000 này. Hàng này hàng đẹp luôn, 20 Nhật Xù này. 20 Nhật Xù này. Có thấy chị Vân Vân nữa. 68.000 nhanh tay cho em này. 20 Lê Hải có hàng này. Lê Hải cho em này. 68.000 cho em này, nhanh tay cho em còn mấy chiếc nữa thôi. 20 rất đẹp này. Xinh dã man. Vân Vân có hàng mà mã này mọi người mặc chân váy đẹp lắm. Mạnh Lan có hàng này. 20 Mạnh Lan có hàng này. Có số rồi đấy. 68.000 cho em này. Ok Ngọc Phượng có hàng này. Thiên Di có hàng này. 20 Lụa Nghiêm Thị có hàng này. Lụa Nghiêm Thúy có hàng này. Đẹp lắm luôn mọi người. Lụa Nghiêm Thúy cho em này. 68.000 này. Ok 20 Vũ Thị Sang còn áo luôn anh ơi. Để chị ơn thì Vũ Thị Sang luôn. 20 Vũ Thị Sang có hàng này. 68.000 này, để nó sang Vũ Thị Sang luôn này. Ok 20 cho em này. Còn đúng một chiếc nữa em hết này. Đẹp lắm luôn này. 20D mặc cho mọi người cùng. Áo dạ này chỉ khoe thôi không bán đâu. Lựa kim thúy có hàng đây. Áo dạ mọi người mặc với màu đen thì phải gọi là siêu chất luôn. Mà em mặc cái này còn chưa hợp đấy. Áo dạ này mọi người mặc cho em cứ một cái len cao cổ, sau đó mọi người mặc cái len tay dài. Len cao cổ tay dài phải gọi là thực sự là nhá, không còn gì len cao cổ tay dài mặc với quần dạ cho em thì thực sự cái áo này phải gọi là chất nhất mẹ mùa đông luôn. Hỏi bao nhiêu cứ bảo chị mua 1 triệu. Bởi vì ngoài của nó sẽ nó hơi nhũ một tí này. Nhìn hộ em cái dạ này ngoài chưa, hơi nhũ một tẹo này. Cứ hỏi mua bao nhiêu mua 1 triệu cho em. Bởi vì cái áo này giá của nó phải 6 triệu. Em thề luôn. Em không nói điêu, em không bao giờ em nói điêu. Hiếm khi em nói điêu lắm, em thật đấy. Chỉ nói điêu khi nào cần thôi. Đây này, nhìn hộ em này. Giá tác của cái nào cũng là, nhìn hộ em nha, 1980 tệ ạ. Đây ạ, 1980 tệ ở đây ạ. Ở bên trong cái hãng của nó là hãng Bitsu đây này. Mọi người nhìn này, mọi người sẽ được tặng kèm một cái cúc ở bên trong cái túi này. Mọi người đã nhìn, mọi người đã biết nó xịn như nào rồi. Nhưng cái áo này bán rồi, không biết là còn không đâu. Nhưng mà em còn sót một cái. Đúng rồi đấy. Cổ lông này, nhìn nó em cái cổ lông này. Em bảo rồi mà, nhìn nó em cái mũ lông này. Em nói rồi mà, mọi người nhìn nó em này, cái mũ lông nhá. Riêng hôm nay em bán giá này thôi, còn sau là không bán được giá này đâu ạ. Đây rất đẹp này. Nhưng cái này em hết mất rồi, còn đúng một cái thôi. Nhìn nó em cái mũ lông này. Mua cái này á, mọi người cứ bảo hơn triệu, ngoài nó sẽ hơi nhũ nhẹ một tí, mặc rất đẹp. Đấy, không chị thu trang rồi, thu trang Trương Nguyễn rồi. Còn cái này em hết rồi, còn đúng một chiếc thôi, không biết là còn hay không đâu. Thế nhưng mà còn má nào đúng không? Ừ, đấy. Ừ, màu vàng có đẹp hơn màu đỏ nhỉ. Nhưng mà thôi. Đây mọi người nhìn, cái mã này mọi người khoác như này đã xinh rồi nhá, nhìn thấy không? Đây, cái tay của nó em nói thật mọi người luôn đây. Đây là em còn chưa mặc cái tay đen nhá. Cái mã này mọi người mặc cái tay đen dơ ra ngoài này. Thì phải gọi là em bán có 145.000 thôi đấy. Nhìn này, nhiều em này. Tinh chưa? Quá xuất sắc mọi người, như này cũng được nhá. Thôi, đây. Tinh chưa? Choàng nhá, choàng ở ngoài nhưng thôi mã này không bán đâu. Mã này em bán xong rồi. Năm chị nhanh tay nhất nha. Cái này của chị nhớ ok, cái mũ lông này. Siêu phẩm luôn này. 145.000. Ừ. Siêu phẩm luôn này. Nhìn này. Nhìn được em, nhìn được em cái lông này. Đó, nhìn thấy chưa? Thôi mã em không bán đâu, em để lại bạc nha. Mã này hết rồi, chưa còn màu vàng nữa nhưng chưa lên. Để hôm nào lên đây. Nhìn này. Đấy. Để xinh chưa? Trời ơi này. Lấy cho em màu vàng đi. 5 cọc màu vàng đi. 5 cái thôi, 5 cái thôi. Đây. Cái này thì em còn không dám làm, nỡ làm tổn thương đến nó. Sau đợt hôm nay thì bán của bạn không đổi được. Xinh chưa? Ôi nhìn này, nhũ hơi nhũ nhẹ này, mã này mặc xuất sắc luôn. 145.000, tính cho em cái màu vàng đi. Mã này là của chị Thu Trang Trương Nguyễn này, eo mình bán cho mình. Eo tại sao mình có thể bán cáo này 145.000 nhỉ? Mã này em hết rồi, còn cho chị có cái là vừa bán rồi mà em vừa bán rồi mà, có cái là mã này em lấy vào tầm khoảng độ 100 chiếc cơ. Nhưng em không biết là em để đâu. Đẹp lắm, mã này lông đẹp luôn này, chờ em xíu này. Ôi eo mã này đẹp thế. Ôi này còn mã này nó chốt cho ai nhỉ? Ai mua nốt cái áo này cho cháu nó đi. 68.000 quên mất đấy, chốt quên mất còn một cái áo cuối nó không nhớ chốt cho ai đâu. 68.000 này. Ơ may à. May à, lúc tao bỏ ra thì làm sao? Hôm qua tao mặc với cái bộ ngủ ấy, kinh đéo chịu được. Đây này. Đây tôi đang Trương Nguyễn. Ừ anh hiểu em, anh hiểu em đây. Nhìn hộ em cái lông này, khỏi phải nói nhiều nhá. Nhìn hộ em này. Nhìn hộ em chưa? Nhìn hộ em cái lông nhá. Cái màu vàng này nói chung nó là vàng ấy nhưng mà rất đẹp. Giá của nó là 1980 tệ. Eo thì cứ ai hỏi áo này 6 triệu thật sự đấy. Đây. Nói chung là cái này một cái 145.000 thôi. 21 cho em, chị nào may mắn thì được cái này. Đẹp chưa? Thiên Di của em lấy vàng luôn. Ok Thiên Di này. Đẹp xuất sắc đấy mọi người ạ. Áo này rất là đẹp này, nhìn hộ em này. Nhìn hộ em cái cổ này. Nhìn hộ em này. Cái lông của nó là lông xịn luôn nhá, không phải vớ vẩn đâu mọi người nhìn này. Đẹp lắm luôn ấy, màu này cũng rất là tây. Màu này còn tây hơn cả màu đỏ cơ, màu đỏ bây giờ còn chóe mùa đông này. Tinh chưa? Rất đẹp nhưng mà thôi để cho Thiên Di cái vàng. Đẹp lắm mọi người ạ, à, cái màu vàng này rất tây luôn này, mặc không hề bị già cơ. Cái màu vàng mà còn không hề bị già cơ, mà cái cổ lông của nó rất đẹp. Thôi hết cho em rồi. 145.000 chị nào may mắn thì được. Còn nếu không thì thôi nhá. Em ơi thảo mai chưa? Mã này em thề công nhận là phải công nhận một điều là công nhận là cái áo đắt của nó nhá. Cái áo lông này em chuyển từ bên Quảng Châu về nó phải mất tầm khoảng độ gần 2 tuần thì nó mới về đến Việt Nam. Mà mọi người nhìn này, nó bị ép nha, bởi vì em lấy một lúc là mấy nghìn cái một, nó bị ép này. Cái tải này nhưng mà cái mũ lông của nó này cực kỳ trang sang chảnh luôn. Cái áo này mọi người khoác như này nha, mọi người bỏ cái này ở đây này, mọi người để mặc quần áo len này. Chân Di hết cho em luôn này, đẹp xuất sắc luôn. Đấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Thế luôn cái này tự nhiên mình mũ lông và xong mình thấy má mình đỏ hơi hơi ấy. Ừ đấy mọi người, mã này rất đẹp nhưng mà em chưa bán đâu, mã này chưa phát mã. Cái này chưa bán này. 21 đúng không? Đẹp quá. 21 bao nhiêu? 145 đúng không? Đấy thôi hết rồi này. Cái mã này eo thực sự là em lỗ đấy. Bán cái mã này là lỗ đấy. Eo ơi, thề điêu làm chó luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là mã này á, mọi người bán toàn 6-7 triệu. Mã này bao nhiêu nhỉ? Đây này, cho mọi người xem cái áo này không điêu một tí nào. Em nói thật đây, em khoe cho mọi người luôn. Mã này bao nhiêu đây? 21 này, Kenji này, 140 này, à 145 này. Đây em cho mọi người khoe, anh đưa xem một cái áo dạ em mua chiều nay này. Em không nói điêu bởi vì sao? Em không phải là em, bởi vì sao dạ nhà em có rất nhiều, em có rất nhiều nhưng mà em hay đi thích đi mua ấy, hay thích đi săn hàng ngày rẻ cái túi đấy đúng không? Em hay thích đi săn hàng rẻ để tâm sự với mọi người tí, xong lại lên tiếp này. Cái mã này ai vừa nốt cho nó mã 20 nhá. Tâm sự mọi người tí, bởi em rất đi thích đi mua đồ, nhà em bán đồ nhưng mà rất thích đi mua đồ. Đây mã này em không nói điêu bởi vì em cũng không ngại gì cả, em không ngại gì, em mua đồ second hand em chả bao giờ ngại. Em thật mọi người đây, mã này mua ở second hand đấy, rất đẹp này. Chả bao giờ ngại. Mà em mua cái áo này điêu làm chó luôn, mua second hand 500 mấy nhỉ? 500.000, 550 người ta giảm cho mình là có 500.000 này. Mua second hand luôn chả bao giờ ngại. Đây nhìn thấy không? Đấy, khoe với các chế. Nhưng mà không đẹp bằng áo nhà em bán được, nhưng mà thôi mình cứ mua để có cái này cái kia đấy. Áo này mua là 500.000 một cái. Nó là của Hàn Quốc. Đấy, second hand này, đấy, mua 500.000. Nhưng mọi người nhìn đâu, mặc còn không sang bằng cái áo như mình bán. Nhưng mà em thích nhiều áo giả bởi vì tủ quần áo nhà em toàn bảo là sập rồi, vừa bảo bán hàng bằng giá nhập. Không, cái mã áo dạ đỏ kia là lỗ thật, bởi vì cả công nhận về cái công 145 nhưng cả tiền vận chuyển về nữa nó rất là đắt luôn. Đây, nhưng mã này không bán đâu. Đẹp không mọi người? Mọi người nhìn thấy mã này đẹp không? Đấy, 500.000 cái này mà mình bán có bao nhiêu 100 mấy cái áo. Trời ơi, quá là điều bùm luôn này. Đấy, em chẳng là em ngại đâu, thật đấy. Em ngại chi má. Đây, em cầm cho em cái này. Nhưng em thích cái màu này rồi, cái màu này nó không có, em không có trong tủ ấy. 20 chị Ngọc Yên Nguyễn có hàng cho em 68.000 này, hết 20 Ngọc Yên Nguyễn hết này. Trời ơi, riêng dạ nhà em thì gọi là mất nấc. Cả dạ cả bomber nữa. Hình như vẫn còn vest, lấy cho một cặp vest kẻ sọc đi. Sọc cho em cái ấy nhá. Anh lật ra không nó vào túi nó xước mất áo của em. 20 hết rồi, 20 còn cho ai nhỉ? 20 để cho ai nhỉ? 20 cho ai nhỉ? 20 ấy, để cho vừa nãy chốt cho ai ta? Ngọc Yên Nguyễn ạ. Ngọc Yên Nguyễn không đẹp bằng cái của mình luôn. Mọi người nhìn em mặc, em mua 500 em điêu, em thề luôn là cái áo này em vừa mua chiều xong second hand mà còn 500.000. 500.000 một cái áo dạ. Không lông lá gì luôn mà màu em thích màu đấy thôi chứ còn á 68.000 mã này hết rồi. Về treo lên nhau hỏi nha. Đấy chứ mọi người biết chả ai bán áo dạ 140 mấy nghìn mà cổ lông cổ liếc các thứ luôn. Anh lên cho em cái áo vest, có một cái áo vest vest kẻ. Lên cái mã đấy cho em. Thôi hết rồi. Chưa, dạ vàng chưa, để mấy hôm nữa lạnh lạnh mà. Mọi người cứ từ từ. Ôi, 145 cái đấy giá gốc của nó 6 triệu đấy. Không điêu đâu. Mọi người về mọi người search cái hãng này ra, nó có và hãng trên Quảng, hãng trên ấy đấy, hãng trên Quảng Châu đấy. Cái áo này rất đẹp này, áo này cũng rất là thích này. Dành cho những chị nào thích mặc áo kiểu như là form. Hoa lông không? Đưa hoa lông luôn. Hoa lông còn mấy cái xả nốt thôi. Phao lông hình như còn đúng 5 cái, lên cho em 5 cái trước đi, phao dáng dài cổ lông ấy. Đây, mã này cho em rất đẹp này. Mã này còn 2 chiếc này. Mã này còn 2 chiếc cho em này. Màu rất xinh nhá. Mã này còn 2 chiếc cho em, hôm trước còn sót nốt xả cho em luôn. Mã này mọi người thích mặc form dáng rộng thì mọi người cũng không rộng lắm đâu mọi người. Mã này len thì thường em thấy mặc cái này xong đi bốt rất đẹp này. Còn 2 chiếc bán cho em là 79.000 này. 79.000 cho em. Mã này mã 22 cho em này. 22 cho em 79.000 này. 22 Sam có hàng này. Tình yêu Sam có hàng này. 22 của một người nữa này, 79.000 rất xinh này. Mã này một người mặc xong đi bốt cũng đẹp nhá. Mặc ấy xong này, còn một chiếc nó là 79.000 này. Thỏ đâu này. Thỏ đâu có hàng này. Em ơi thề cảm giác có lỗi với các chế dã man. Để cho người hoang mang dã man luôn, em thề em buồn cười không thể. Yên tâm em thề luôn, em dạ riêng dạ em ngủ mà. Dạ vẫn còn nhưng mà em chưa bán thôi. Hôm nay bán sốc có 22 này, thỏ nâu có hàng 79.000. Nào lên vest nào. 79.000 này. Giờ lên phao nhá, một cái phao này em cũng bán luôn, giá tặng cho mọi người luôn này. Từ từ lên một, sau lúc sau sẽ lên một cái phao dáng dài cho mọi người đây này. Cái vest này thì khỏi phải nói luôn, bởi vì cái vest này nó giống như kiểu là áo dạ. Áo dạ nhưng nó là dáng mỏng, dáng vest. Cái áo dạ này cũng rất là đẹp, em thấy đánh giá chất của nó rất là đẹp này, hàng Quảng Châu cho em này. Rất là đẹp luôn này. Đây nha mọi người nhìn độ em này. Nói chung là cái dạ này một người mặc cũng rất là xinh. Một cái dạ này một người mặc cũng rất là xinh này, để em xem size của nó là bao nhiêu đấy. Hình như cái size này nhỏ hơn cái size của em. Cái size này nhỏ hơn cái size của em này. Cái dạ này nó là sáng dạ nhá, dạ vest. Rất đẹp, em không biết là có size của em không. Còn không biết là có size của em không, chết giờ. Bởi vì em mặc size này, đây là đây một cái dáng của nó chính như thế này này, đây cho mọi người xem. rất là đẹp. Mã này thực ra là em nhập rất là cao, cái giá này em nhập không hề rẻ đâu, nhưng mà là tầm khoảng độ dưới cái dạ nha mọi người, dạ dáng vest nhưng rất là đẹp đây ạ. Cái đợt này chị Vân Vân ơi, cái đôi này hay quá cơ, em không nhìn thấy comment này. Đây mọi người nhìn này, nó là dáng cổ áo như này rất đẹp nha mọi người đây ạ. Mọi người có thể đây là dáng của nó là đây ạ, rất đẹp luôn ạ. Đây một cái dạ dáng ngắn như thế này. Thực ra cái dạ dáng ngắn này thì em muốn bán đầu tiên cho mọi người một cái giá rất là yêu. Cái giá này em bán là 95.000. Nhưng cái dạ này mọi người mà nhận cái dạ này mọi người ưng luôn, nhưng mà dưới 50 cân mặc đẹp cho em. Má bao nhiêu đây ạ? Má bao nhiêu đây? Má bao nhiêu đây nhở? 23 cho em này, 23 cho em này, 23 cho em là dưới 50 cân mặc ok cho em. Mã này là mặc rất đẹp. 23 dành cho những chị nào nhỏ nhỏ, dạ lại mặc khoác thêm rất đẹp luôn này. Má bao nhiêu đây? 23 đúng không? Anh lên cho em 23 cho em này, 90.000 à 95.000 luôn này, 95.000 luôn này. Bởi vì cái giả này form rất là đẹp này, 23 này. Phạm Loan có hàng size nhỏ cho em nhá. 23 còn đúng 5 chiếc này. Cái này nó là dạ dáng ngắn nhá, 23 này. Phạm Loan cho em này. 95.000 cho em này. Ok này. 23 chốt cho em Phương Thu này, 23 Hoài Mộc này. Phương Thu anh. Phương Thu dáng nhỏ nhá các tình yêu. 95.000 này, dạ nhá. 23 chốt cho em này. Hoài Mộc này. Hoài Mộc xin số đây. Hoài Mộc 95.000 cho em này. Ok này. Hoài Mộc xin số đây. 23 chốt cho em một chị nữa, em đã đọc rồi mà không nhớ tên. Phạm Lan. Phạm Lan chốt rồi. Phương Thu. 23 Phương Thu chốt rồi, còn một cái chị nữa là chị nào nhỉ? Có mỗi 3 người thôi. Thế á? 23 cho em này, yên tâm mọi người, đây một cái phao dáng dài này, mọi người cũng rất là thích phao dáng dài này. Em 23 chốt cho em đây một chị nữa này, Hoàng Thị Huyền Trang. Hoàng Thị Huyền Trang, số điện thoại Hoàng Thị Huyền Trang cho em này. Dạng ngắn nhá mọi người nhá, dạng ngắn mỏng ạ, nhưng mà rất là đẹp, rất là thích ạ. 95.000 cho em này, chẳng ai bán dạng này 95.000 đâu các tình yêu ơi. Đây này, chất rất là đẹp nhá, nó là dáng dạng. Đây mọi người nhìn này, khoác cũng rất là xinh này. Đó, rất là sang chảnh luôn. Hoàng Thị Huyền Trang xin số điện thoại cho em này. Cái dạng này em còn sót một chiếc này, size nhỏ cho em nhá các tình yêu, size nhỏ cho em này. Bomber đẹp quá, bomber mai lên tiếp. Chưa mai lên tiếp bomber. 23 cho em này. 23. Còn người nữa. 23 một người nữa này. Vũ Châu Lê này. Ai? Vũ Châu Lê này. Vũ Châu Lê à? Đây nào lên. Anh lên cho em, lấy cho em cái vàng còn đâu. Lấy cho em 5 cái vàng đi. Không phủ không. Là gì đây? Mã này xuất là gì? Vũ Châu Lê. 95.000. Mã này bán rẻ lắm luôn đấy. Rất đẹp. Vũ Châu Lê có hàng cho em nhé, lên cho em phao này. Thực ra cái phao này em thấy chất của nó, nói chung là cái phao này dành cho những chị nào mà thích như kiểu là cổ lông, cổ lá các thứ thôi. Bởi vì cái phao này, đây này, cũng là hàng Quảng Châu nhưng mà chất của nó em thấy cũng rất là ok. Nói chung là em thấy nó mà để mọi người mặc những cái ngày kiểu như gió lạnh thổi bung ấy thôi thì đẹp thì mọi người mặc ok thôi, chứ còn cái phao này để mà nói em thấy nó cũng khá là ok. Cổ lông hàng Quảng Châu cũng rất là đẹp, mà phao của nó cũng rất là nhẹ, để cho những mọi người đi xe máy ấy, mọi người mặc em thấy rất là ok nên em lấy về cho mọi người. Và một cái mã phao này em bán một giá cũng rất là yêu, bởi vì thực ra phao thì thường là mọi người nhận phao, mọi người đã biết phao những cái phao dáng dài như này, kể cả vào vụ này tay của nó sẽ như này, nhưng hình như cái này em đang mặc là size S rồi. Đây phao dáng dài này, thế đây mặc XL đi vậy, đây mặc cái này đây mọi người nhìn đúng không ạ? Phao dáng dài dành cho những hôm nào mà nóng nắng các thứ này mọi người đi, nhưng mà không biết là cái này là size gì, anh tìm một em bỏng ra cái size cho em cái. Thực ra là phao thì có cái cọc size này, ôi chết rồi, cái cọc phao này thì mọi người mặc đấy những ngày hôm mà ngày nắng đây này, những hôm mà ngày mưa gió thứ thì em thêm size đã. Mọi người đi xe máy mặc rất ok nhá, đây mọi người đi xe máy mặc rất ok cái phao này đấy, mọi người đi xe máy mọi người mặc rất là ok. Đây từ cái phao này cho em cái này. Có form dáng rộng mời comment kèm cân cho em. Mời comment kèm cân cho em này. Đấy. Mời comment kèm cân cho em này. Đừng comment địa chỉ cho em. Cái phao này bán cho em là 90.000 ạ. Còn có mấy cái thôi. Bởi vì form của nó rất là đẹp. Cái phao này form của nó rất là đẹp này. Phao dáng dài dành những chị nào. Em bán 90.000 thôi. Tổng kho Thanh Huyền ơi không xỉ đâu. Lên thêm bomber ok. Thu Sushi mai lên thêm bomber 24, cho em nhá. Mã 24 cho em này em bán 90.000 thôi, gọi là bán cho mọi người để cho mọi người đi xe máy thôi. Chứ còn mã này em bán có mấy chiếc thôi bán cho em này. Mã 24 đúng không? 24 cho em bán cho em 90.000 một cái phao này dành cho mọi người đi xe máy nhá. Rất là đẹp cái phao này, mọi người đi xe máy cực kỳ xinh luôn này. 60 kg mặc được. Được mà đây này. 24 cho em một cái chị thu trang một cái này. Đẹp mà, pha này 90.000 thôi, 24 này. Thu trang này. Còn một người nữa là cho Nguyễn Hải, Nguyễn Hải vẽ. Đây đúng sự là không có túi nữa. 24 Nguyễn Hải. Chị Nguyễn Hải cho em này. 24 size Quỳnh vừa nhé. Ok chị của Vinh Phạm, cả cái thu trang đúng không? 24 chốt cho em này, rất đẹp. 24 này, chốt cho em là Nguyễn Hải này. 90.000 cái này thôi này. 24 chị Cẩm Biên Phạm này, áo này mặc rất nhẹ nhá. 24 chị Cẩm Biên Phạm này. Thu trang vẫn Cẩm Biên Phạm luôn à? Ừ. 90.000 các chế. Ok, 24 chốt cho em nữa này. Còn một size là size form Dương Hạnh này. Chắc chắn mua hàng chốt cho em tình yêu ơi. Dương Hạnh cho em này, ok này, 90.000 một cái này. 24 còn một cái size. Ok chị Nguyễn Ngân Khánh size nhỏ nhất này. 24 chốt chị Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Nguyễn Ngân Khánh này. Ừ. Nguyễn Ngân Khánh cho em này. Ok, 90.000 này. Còn một cái phao này thực ra là em thấy nó chuẩn. Em cái phao này comment tặng giúp em. Đây em nói lý do tại sao em tặng cái phao này. Bởi vì cái áo này của nó em nghĩ là chắc là nó bị ấy một tí ở đây rồi này. Đó, với cả cái cúc này của nó vừa nãy em giật, em bức quá, em giật mạnh như mọi người comment của em. Ủa cái này mặc nóng quá. Comment một mã tặng nhá, cái áo này rất đẹp ạ. Cổ lông này mọi người mặc kiểu như ví dụ như mùa đông mọi người mặc ấy, mọi người đi đâu mọi người mặc rất là, em thấy rất là ok. Mọi người đi đâu mọi người mặc bởi vì nó lạnh quá ấy, mọi người mặc cái này, mọi người mặc váy xong mọi người mặc các thứ này kia xong nó vẫn chưa ấm, mọi người mặc len lét các thứ xong thì mọi người mặc cho em cái mã này. Comment của em mã tặng này. Mã tặng cho em. Ok. Comment mã tặng cho em này. Comment của em một mã tặng nhá. Cái này rất đẹp này, comment của em một mã tặng này. Tô Trang mà lấy đi hủy Cẩm Biên Phạm nhé này. Ok ok. Thế thì cho em một mã tặng này. Một mã tặng cho em mã này nhá. Comment của em một mã tặng này. Cái này rất đẹp này, comment của em một mã tặng nha các chế. Comment của em một mã tặng này. Comment của em một mã tặng cho em này. Cái này rất đẹp này, chất phao cũng rất là xinh. Comment một mã tặng cho em nó chỉ bị nhỏ một xíu thôi, mọi người về mùa đông mọi người mặc cũng rất là xinh nhá. Comment của em một mã tặng, chia sẻ livestream giúp em nhá. Chia sẻ livestream giúp em nha. Comment một mã tặng cho em này. Cái này không có cái gì đút vừa đâu. Anh lên cho em lấy ấy vàng có không? Có vàng, không vàng. Không có vàng đâu. Như cái vàng ấy lắm. Comment của em một mã tặng này. Comment của em một mã tặng này. Comment của em một mã tặng này. Rất đẹp nhá. Thực ra comment của em một mã tặng này. Tặng chia sẻ livestream nhiệt tình cho em xem bao nhiêu là chia sẻ của anh. Không em béo lên nhiều ý tình yêu ạ. Em béo lên nhiều ý tình yêu em thề luôn này. Nhìn em này. Yêu em thật em chẳng khoe đâu. Em thề nhá, đây này. Ok, chốt tặng Hương Bi cho em nhá. Hương Bi, đơn Hương Bi đi rồi sang đơn sau nhá Hương Bi ơi. Bao chuyển khoản mà. Ừ thì đơn Hương Bi. Đơn Hương Bi thì bảo là chốt gói rồi còn gì nữa, chảy bây giờ em rạch ra. Không, không rạch được. Bởi vì đơn Hương Bi gói rất là kỹ rồi. Ok, lên tiếp mã khác cho em. Lên cho em len. Ok, lên thêm dạ vàng. Nhớ chia sẻ livestream cho em nhá chưa? Cái đấy Nguyễn Hải mà anh, không biết đi đâu đấy. Đây dạ vàng cho em này. Chia sẻ bệnh tây giúp cháu đó nhá các chế. Lên dạ vàng cho em 4 cái đúng không? Mốt 4 cái là hết này. Bạn này áp dụng các tình yêu chia sẻ livestream cho em nhá. Lên cho em 4 cái dạ vàng này. Chốt cho Đặng Nguyệt Binh một cái này. À Đặng Nguyệt Heo một cái này. Trời ơi, mọi người mà nhìn cái bụng của em mọi người chết luôn. Nói chung cái này thì khỏi phải quảng cáo bởi vì rất đẹp. Nhìn của em này, một cái gốc của nó rất đẹp luôn. Cái này em phải giữ lại một cái mặc quá. Đây này. Nhìn em này, đẹp không lối thoát luôn. Đặng Nguyệt Heo có hàng 145.000 145.000 này 25 này. Mã này rất đẹp, nhanh tay còn cho em. Mã này em bán gọi là cực kỳ rẻ rồi. Dạ vàng này, chốt cho em chị Quỳnh Nguyễn có hàng này. Mã 25 đúng không? Ừ. 25 này, Quỳnh Nguyễn này 145.000 này. Ok, 25 còn 2 chiếc nốt cho em này. Rất đẹp, đây 25 này, đẹp quá. Đây nhìn của em này, tách nguyên bao nguyên kiện cho em này, rất đẹp này. Nhìn cái lông mọi người, em thật mọi người, cái lông này phải gọi là xuất sắc luôn này. Mọi người yên tâm, đẹ lông này quá đẹp luôn này, không đẹp không lấy tiền này. 25 chốt cho em này. Cái à? Còn đúng 2 cái nữa thôi là hết này. 25 này. 25 rất đẹp, nhanh tay thì còn 25 cho em này. Dung Ngô một cái này. 25 Dung Ngô một cái này. Còn đúng 4 cái là hết sạch. Mã này thực sự là bởi vì em hình như em nghĩ là ai? Phạm Thanh là ai? 20 chốt cho em Phạm Thanh là em hết này. Dung Ngô Phạm Thanh. Nguyễn Hương Phiên, mọi người yêu Lý xem clip Quỳnh cứ khách quen chốt trước khổ thân em. Mọi người ơi, mọi người nhìn hộ em này. Ví dụ như cái chị Phạm Thanh, em còn không biết là chị Phạm Thanh là chị nào, em còn phải hỏi lại Phạm Thanh là ai. Bởi vì em nhớ em nhìn nhá. Bởi vì sao mọi người comment chốt cho em này, em nhìn ok thì có chắc chắn là cũng có, bởi vì mọi người comment cho em. Chứ bây giờ Phạm Thanh em còn hỏi Phạm Thanh là ai thì mọi người bảo em chốt ưu tiên thì khổ thân em lắm, thực sự là rất là khổ thân em. Em nói thật đấy mọi người ạ, rất là khổ thân em. Còn đúng 4 chiếc em bán đã chẳng lời lãi gì rồi. Phạm Thanh này, ok này. Em còn hỏi Phạm Thanh là ai? Hay là mọi người phải hiểu đấy, còn một chiếc cuối cùng 25, còn một chiếc cuối cùng này, chốt cho em này. Chốt cho ai đây nhỉ? Mọi người đừng có nói thế mà tội nghiệp em thực sự đấy ạ. Đừng nói thế, em còn phải hỏi lại. Mọi người chắc mọi người chưa để ý livestream của em còn phải hỏi lại là Phạm Thanh là ai. Thì mọi người phải hiểu này. Phạm Thanh đúng không? Phạm Thanh là ai đấy? Em còn không biết. Khách comment mua hàng em thề mọi người luôn, mọi người đừng nói thế. Tất nhiên là có những cái khách mà mua của nhà em phải nói là không phải là thiên vị, nhưng mọi người phải để ý hộ em. Có những khách mua của nhà em mấy triệu một lúc 6-7 triệu thì chắc chắn là em nhớ, bởi vì không phải là vì nhiều tiền mà em nhớ, vì họ mua nhiều, người ta chốt nhiều em nhớ. Thế là nên là mọi người đừng comment hộ em là em thiên vị ai, rất là khổ đấy. Khách comment khách là comment feedback hàng nhà em là ôi hàng nhà Quỳnh nhận đẹp lắm, thì ví dụ như chị đây là Phạm Huyền Trang, em hỏi ơ Phạm Huyền Trang là ai, mua nhà em rồi à? Em còn phải hỏi lại là ơ chị mua nhà em rồi à, mua hàng nhà nàng rồi nàng ơi. Đấy em không thể nhớ được, em thề mọi người đừng có giận em, rất là tội nghiệp em nhá mọi người nhá, thông cảm cho em nhìn thấy ai là em chốt trước. Đây lên cho em tiếp cọc len đi, len hoặc áo khoác ấy. Có một cái áo khoác rất đẹp nhưng bây giờ sợ ẩn trong đấy mất rồi. Đây bomber đi, 10 cái bomber đi, bomber đen đi. 10 bomber đen, 15 đen, 5 ấy. Em chốt cho mọi người 5 đen, 5 đen, 5 đỏ, bomber nữa thôi nhá mọi người nhá. Bomber rất đẹp này. Mình cũng khách quen chốt đầu mà chẳng được, ưu tiên cái gì mà ưu tiên. Đây là chị Cẩm Viên Phạm này, em không nói điêu luôn đây. Chị Cẩm Viên Phạm mua nhà em phải đến mấy triệu quần áo em thề. Bây giờ nhiều lúc khách cũng giật mình, phải đến rất là nhiều nhá. Lần đầu tiên ối toàn 2 triệu một lúc, 3 triệu một lúc em thề nhá. Có những đơn 2 triệu, có những đơn triệu mấy, triệu mấy, em rất là nhiều luôn, em thật mọi người luôn. Chị Cẩm Viên Phạm biết này, vừa rồi là nhận được một đơn 1,9 triệu anh nhở, 1,9 triệu đúng không? Xong vừa rồi là 1,3 triệu, gần 1,3 triệu nữa còn gì nữa. Nên là mọi người đừng bảo em thiên vị, lại khổ thân em ra, lại khổ thân em ra. Cái này là bomber, có một cọng đen đấy. Lên bomber đỏ cho em trước, chị nào chưa chốt được bomber đỏ chốt cho em nha, bởi vì bomber này em bán cũng rất là rẻ. Nhìn của em này, áo này ép rất đẹp, bên trong trần bông nhá, áo này rất mặc rất đẹp luôn, màu đỏ với màu đen cho em. Comment kèm màu, thực ra bomber thì em thấy cái dáng bomber của nó ấy, thì nó là form dáng rộng, thế nên là bomber của nó là form dáng rộng, thế nên là mọi người mua cái bomber thì mọi người để ý này, bomber của nó là bomber form dáng rộng, thành ra là mọi người mua ấy thì mọi người cứ mặc form dáng rộng cho em, bởi vì rất là đẹp. Bomber nó phải mặc rộng kiểu như là nó khoác mà mọi người, bên trong mọi người còn mặc thêm cả áo len, áo liếc các thứ nữa. Mà hàng của nó là hàng tay nhăn này, rất đẹp luôn này, hàng gọi là cực kỳ chất luôn. Có màu đỏ màu đen, mọi người chốt cho em bomber là giá 130.000 cho em. Comment màu em mã 20 mấy đấy không nhớ đâu, mã 26 cho em này. Bomber thì đẹp gọi là xuất sắc rồi mọi người ạ. Có mấy cái khoác len nữa rất đẹp này. Bomber thì phải gọi cho em là siêu xuất sắc rồi. Ok, Hoàng Thị Huyền Trang bomber đen này. Có chưa nhỉ, Hoàng Thị Huyền Trang này. Comment đen hoặc đỏ, Hoàng Thị Huyền Trang có rồi à? Chị Vân Vân là bomber đỏ này. Mọi người có rồi thì đừng comment hộ em nha. Vân Vân này, ở đây có áo khoác rất đẹp. Nhân viên nhà em về thấy thích quá đấy rồi này. Vũ Châu Lê đỏ, có đỏ luôn này, má bao nhiêu đấy? 130.000, 26, 130.000 cho em này. Vũ Châu Lê này 130.000 này, ok. Chị Thu Trang bomber đỏ này. Anh đưa cho em cọc kia, anh vứt tơ lơ lửng thì làm sao mà ấy được. Thu Trang cho em này. Phạm Loan này 130.000 này, 25 này. Ok, Phạm Loan là bomber đỏ này. Lên cho em cái bomber đỏ kia đi anh. 26, 130. Ok, 26 này, vịt bầu đỏ này, ok. 26 vịt bầu đỏ cho em, Phạm Loan đỏ này. Để anh ấy đi. 26 này. Vịt bầu này. 130.000 này. Phạm Loan có chưa? 26 Phạm Loan cho em này. Mạnh Lan đen. 26 này, Phạm Loan cho em này. 130 để bán rất ấm luôn. Mạnh Lan đen này. 26 này, Mạnh Loan này. Mạnh Lan cho em này, 130 này. Lụa Nghiêm Thúy 26 đỏ. Ok, lụa Nghiêm Thúy 26 đỏ này. Bomber trần bông mặc nóng luôn. 26 này. Lụa Nghiêm Thúy này. 130.000 cho em, mã này thì khỏi phải nói luôn này. Chị Quỳnh Nguyễn đen này. Còn mỗi Quỳnh Nguyễn cho em này 130.000 này. 26 chốt nhanh tay cho em. 26 có nhìn thấy chị vịt bầu mà tình yêu ơi. Vân Vân đỏ chưa? Vân Vân đỏ à? Vân Vân chốt chưa nhỉ? Vân Vân 2. Vân Vân à? Vân Vân thì như chốt rồi đấy. 26 Vân Vân chốt rồi đấy. Chốt chưa, xem lại đi. 26 Vân Vân chưa rồi. 26 Vân Vân đỏ này. 26 Vân Vân đỏ, má này mặc rất đẹp. 130 đồ mặc nóng quá. Vân Vân cho em này, 130. Nguyễn Thu Hà đen đi. Nguyễn Thu Hà đen cho em này. Nguyễn Thu Hà 2 nhá, ghi 2 vào đấy. Nguyễn Thu Hà chia cùng vào 1 đi. 130 là 2 đi. Ok này. 26 chốt cho em Hải Vân Phạn đen này. Ôi nóng dã man anh ạ, em phải cởi ra đây thì mẹ. Mặc cái này trần bông nóng kinh khủng luôn. 26 này. Cái gì nhỉ? Có đọc cái gì nhỉ? Hải Vân Phạm đen này. Xin số cho anh. Hải Vân Phạm này. Ok này, 130.000 này. Với cả Đào gì đây ạ? Chị Đào Ma Thi ạ. Một cái bomber em cũng gửi nhá. 26 này, Đào Ma Thi này. Đào Mai Thị. Đào Mai Thị cho em này. 130.000 này, ok. 26 này. Chốt cho chị Giang Trà Đỏ này. Sao này mặc nóng luôn, bên trong trần bông rất đẹp. 26 chị Giang Trà cho em này. 26 chị Giang Trà cho em này. Cái bomber này thì em cũng gần hết rồi. Bomber thì cũng không còn nhiều đâu mọi người ạ. Ok ok, đợi tí chị Linh Hồng em còn em lên xem nào. 26 chị Giang Trà cho em, em mặc đen nhá. Rất đẹp. Giang Trà cho em này, 130. Đào Mai Thị với Hải Vân Phạm số. Đào Mai Thị với Hải Vân Phạm là em còn đen này, còn 3 chiếc đen ở đây này. Sau đó lên cho em tầm khoảng độ 20 cái, 30 cái nữa em dừng thôi, bởi vì rất nhiều mã luôn. Trời ơi, cái mã này xuất sắc. Em ơi nhìn này, bomber này, vào vụ vàng 250 đến tầm khoảng 350 mọi người, em thề luôn. Thanh thiên đen này, 26 thanh thiên đen này. 26 thanh thiên đen này. Thanh thiên này. Thanh thiên cho em này. 130.000 rất rẻ luôn ạ. Phúc Phan đen này. 26 Nam Bảo đen này. Phúc Phan này còn chưa kịp mặc. 130 này. 26 Nam Bảo đen này. Hết cho mọi người nhá, hết rồi ạ, chưa kịp mặc đâu ạ. Áo này em sẽ gọi về thêm, bởi vì áo này nói chung là mọi người mua ở ngoài em đảm bảo luôn là không bao giờ có cái giá này. Rất là đẹp, trời ơi nào, lên cho em một mã nữa này. Cái mã này thì thôi khỏi nói nhá. Nhân viên nhà em lấy một cái rồi, cái bọc này của nó là có 5 cái cơ, nhưng nhân viên nhà em lấy một cái rồi. Cũng gần hết rồi, cái mã này rất đẹp này. Đây. Nói chung là cái mã này nhân viên nhà em lấy nó bảo là đẹp lắm chị ạ. Em thích mặc kiểu như này, màu rất là tây thì mọi người không biết là mọi người như nào. Nó là khoác nhá, thực sự là cái khoác cardigan này em tham khảo rất là nhiều rồi, bởi vì cardigan thì có nhiều loại. Nhưng để mà nó cái loại đẹp như hôm nay em bán thì nó phải rơi tầm khoảng 350-400 nếu như ở shop người ta bán. Đây, rất đẹp này. Đây. Yên tâm mọi người. Vân đơn đi rồi nhá, chị Vân Vân. Chị Vân Vân đơn đi rồi, em không ấy được đâu tình yêu ơi. Đây. 26 Trần Yến Vi có hàng này. Phạm Thị Lụa này. Chứ anh ơi lấy cho em 2 cái, 3 cái nữa đi. Đây. Mã này siêu phẩm luôn này. Đấy đẹp chưa? Em ơi mã này xuất sắc. Rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đen Lê Hải có này. Trời ơi. 26 này lấy cho em đen đi, lấy cho em đen đi. 10 cái đen nữa. Em ơi em thế em không muốn bán một tí nào hết. Trời ơi, không muốn bán. Ok, chị Bảo Trâm là chị gấu bông. Trời ơi, mà không comment trước. Đỏ. Lấy cho em 5 đỏ 5 đen nữa đi. Hết. Đẹp quá, còn 4 cái. Chị Phúc Phan có rồi mà, đỏ còn một cái nào chứ chị gấu bông một cái. Năm đen đi, nhiều đen quá mọi người chưa cực comment đen thì comment đen cho em. Linh Hồng đen. Từ cái áo này tí nữa bán sau nhá, cardigan nhưng mà rất đẹp, đừng comment cardigan vội chưa phát giá. Cardigan này còn 4 chiếc này. Bí thế đi được à? Ừ. Thế? Anh về em thì rảnh thì trộn đi sớm cũng được. Nào thì 26 đen. Linh Hồng đen có. Comment lại nhá. Comment hộ em lại nhá. Ai chưa được 26 cho em này. Linh Hồng có hàng. 26 cho em Linh Hồng này. Linh Hồng cho em có hàng này, 130 này. Rất đẹp này. 26 Lê Hải dồn này. Còn ai nữa cơ mọi người lô dồn cho em nhá. 130 thì mã này là hết sạch là không còn đâu. 26 chốt cho em chị Lê Phương này. Lê Phương này. Lê Phương cho em này. Xin số đi. Chị Lê Phương cho em này, 130 này. Lê Phương có hàng này. 26 chốt cho em nữa này. Gấu châm đỏ này. Đào Mai Thị chưa có số đâu. Đào Mai Thị xin lại số tại Đào Mai Thị nếu còn xem. 26 gấu bông này, đẹp quá. Gấu bông. Hết rồi đúng không? Cũng gần hết rồi đúng không? Đúng không? Cái này về cũng ít mà. Còn nữa này. 26 chốt cho em là Phạm Thị Lụa đen này. Đây em mặc cho mọi người nhá. Phạm Thị Lụa cho em này, 130 này, khỏi phải nói luôn. Nhanh tay cho em này. 26 cộng bên Phạm đen. Đẹp quá. Rất đẹp, chất thì rất đẹp, ai mà nhận thì chỉ có ưng thôi. Bên trong trần bông nó mặc nó rực hết cả người luôn ấy. Nguyễn Ngân Khánh đen. Hết rồi. Vũ Châu Lê đen có rồi. Ú chô lê có rồi mà. Ú chô lê thì có rồi, có mỗi đỏ thôi. Thôi đỏ để cất đi. Lên đen 5 cọc đen nữa hết, 5 cái đen nữa là hết. Lên cho em lấy cho em 5 cái đen nữa. Đào Mai Thị có, Đào Mai Thị Lê Phương có, số điện thoại Lê Phương. Ôi mọi người mà như thế này á thì á, em chết mất. Lên cho em một cái cọc này cũng rất xinh này. Đây cái cọc này em nhập rất cao. Cái mã này phải nói thực sự là ngoài đẹp hơn trên ảnh. Em nói luôn bởi vì ở trong của nó là lát đá này. Toàn bộ cái mã này em không biết bán cho mọi người bao nhiêu. Nó là hàng hãng rất đẹp luôn này. Thực sự cái mã này nó phải gọi là siêu phẩm. Em không biết là nói như thế nào cho mọi người biết nhưng rất là đẹp. Trần Thị Thái Hiền 26 đỏ gì đấy mọi người, sang trưa mai được không? Thôi rồi anh lấy hết cho em đi. Lấy hết xuống đây cho em đi. Rất đẹp luôn này, cái áo này rất đẹp, mặc cực kỳ đẹp luôn này. Lê Phương đọc lại số cho anh. Lê Phương có số Lê Phương này. Trời ơi, ok Bạch Dương đỏ này. Bạch Dương đỏ, chờ tí em mặc mã này cho mọi người còn chưa kịp mặc xong. 26 này, Bạch Dương này. Bạch Dương xin số cho em. Bạch Dương xin số điện thoại cho em này, 130.000 này, một cái bomber, mọi người đừng bom hàng của em nhá. Rất đẹp này. Bởi vì rất là rẻ rồi, cái này bom hàng thì nó vỡ mồm luôn đấy chứ. Cái này rất đẹp, mọi người nhận hàng mọi người sẽ thấy nó đẹp hơn này. Ai? Lũ châu lê đen cộng đỏ thì bữa nay có cái gì chả biết. Lũ châu lê là bữa nay bán lấy cái gì nhỉ? Đỏ hay sao ấy? Vũ châu lê lấy đỏ. Đây vũ châu lê đỏ này, 26 đen là vũ châu lê à? Đẹp chưa? Mã này rất đẹp này, trời ơi đá này. Áo đá mã này em nhập rất cao nên em bán cho mọi người giá 79.000 thôi. Em nói thật mọi người mã này em bán cho mọi người 79.000. Đen có không? Đen không? Chưa lấy đen, lấy cho 5 cái đen nữa. Trời ơi, bán mẹ mình buồn. Em hôm nay nhớ một phát nói cái giá rẻ một cái mà khổ thân em. Em bán em còn buồn, em thề với chế luôn đấy. Em bán em còn buồn, bởi vì là nhỡ nói giá rẻ quá. Em nói thật mọi người, nhỡ nói cái giá nó quá rẻ. Chứ rẻ mà giá thị trường là tầm khoảng 250-350. Mà mình nói giá 130 mà đến mức là nó đây này. Mà nó là trần bông nhá, còn thị trường mọi người không bao giờ có cái áo trần bông như này đâu này. Cái này là khác rồi bà ông nội. Cái này khác rồi, không phải đâu. Cái này dạ mà. Ừ, tí nữa sẽ bán. Đẹp quá, mày đẹp quá. 2 vũ đen này, đen còn không? Nhưng sao thì em còn chưa đọc được ấy. Em ơi khổ thân em. 26 còn không này. Đúng rồi, 26 Ha Vũ có hàng này. 26 Ha Vũ có hàng. Ha Vũ đơn đi rồi nhá. 130 cho em này. 26. Khổ thân 26 thương tròn có hàng này. Chốt cho các tình yêu đủ đơn này, 26 thương tròn này. Đẹp quá. Bạch Dương xin số nhá. Thương tròn cho em này. Thương tròn cho em này. 130 này, ok này. 26 chốt cho em là Ngân Khánh này, Nguyễn Ngân Khánh này. Đây đợi tí cho em mặc một cái áo này đã. Nguyễn Ngân Khánh này, Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 130 này. Đây cho mọi người mặc này. Cái này còn sót, hiện tại còn sót là 2 đen 2 đỏ là em hết này. Ai chưa có Nguyễn Thương Tròn có rồi này. Mọi người nhớ chia sẻ tiếp livestream cho em nhá. Đây cái mã này chắc mai lên rồi đây. Đây cho mọi người xem này, không mọi người lại bảo em là nói điều này. Cái áo này rất đẹp luôn, phải có nó phải gọi là cực kỳ đẹp luôn. Form rất ăn chơi, mặc rất ăn chơi. Vũ xin lại số cho Linh Hồng, chị Linh Hồng có 26 đen rồi mà. Hà Vũ xin số cho anh. Hà Vũ này, bên trong trần bông này. Áo này rất đẹp luôn này. Mặc nó phải gọi là siêu nóng luôn, bởi vì em chọn em không muốn lấy form nhỏ cho mọi người, bởi vì áo bomber mọi người mặc bên trong một len nữa mà. Thế là mặc rất đẹp này. Đây 26 đen hoa trần có hàng này, còn đỏ với đen này hết nhá. 26 có một chiếc nữa này, đây mặc cho mọi người xem mọi người biết nó đẹp như nào. Hoa trần. Ừ. 26 cho em này, rất đẹp luôn bomber này. Gọi là cực kỳ đẹp, em đóng thuốc cho mọi người đó nhá. Bên trong đằng này của mọi người này không sợ là cái lưng hay cái bụng của mình bao nhiêu đâu ạ. 26 rất đẹp này, còn đỏ với đen nữa thôi là em hết nhá. Comment rõ em màu đỏ hoặc màu đen tình yêu ơi. Trần Thái Hiền ơi đây, cho mọi người xem này. Tay nhăn này, nhìn của em rất xuất sắc. Trần Thị Thái Hiền này hết rồi. 26 có một người chốt cho ai nhở? Đẹp chưa? Thế thì còn 2 đỏ thôi. Hoa trần em ghi chưa? Hoa trần đây, chốt một cái không hoa trần nữa. Ô thế hết là. Ô thì cuối cùng thôi chứ chị Trần Thị Thái Hiền không có rồi. Hết hết rồi. Này xinh chưa? Cái cuối cùng của anh. Đẹp quá. 26 chỗ chị hoa trần. Đẹp xuất sắc đi. Bomber tay nhằn. Mặc cái mã này vào nó phải gọi là nóng luôn ấy. Rất là đẹp. Bomber này. Mà bomber nó gần như là phao chứ không phải bomber. Gần như là phao luôn. Phao gái. Linh Hồng có 26 rồi mà. Ừ. Linh Hồng có 26 rồi. Chốt cho em hoa trần không giấu này. Đây lên cho em một cái giả nữa nhá. À đây còn một cái cuối cùng đi anh. 26 chị Trần Thị Thái Hiền có. Thúy Hồng có đơn cho 26 Trần Thị Thái Hiền này. Với cả hoa trần này. Đẹp lắm, mã này mọi người mặc yên tâm thoải mái luôn. 130 này. 26 cho em này, dạ nó là giống kiểu bên trong ấy. 26 chốt cho em. Hoa trần, chị Thần, chị Ánh Hiền có hàng nhá. Hoa trần cho em này, 130 này. Ok hết em. Lên cho em một cái, thực ra cái mã này là cái dạng của nó cũng rất là đẹp, còn 4 chiếc. Nhưng mà em thấy, nói thật là em thấy kiểu dáng của nó thì nói chung là cũng ok. Đây, rất đẹp này. Đây, rất đẹp này, đây mọi người nhìn không? Cái dáng của nó là dáng áo váy này, em thấy cũng rất là đẹp. Để dành cho mọi người, nhưng mà để mà nói thì cái giá này em để cho mọi người một cái giá để cho mọi người mặc. Mà cái giá này ưu tiên các tình yêu form to nhá. Ưu tiên các tình yêu form to nhá mọi người nhá, tầm khoảng đây, rất đẹp luôn. Đây mọi người nhìn này. Đây nha mọi người, đây cho mọi người xem này. Đẹp quá. Cái dạng này nó là dạng mỏng, dáng mềm cho mọi người mặc những cái mùa mà nó ngày nó lạnh lạnh tầm khoảng 20, 18 độ này, mọi người mặc với chân váy rất xinh này. Đấy. Dạng này mọi người mặc với chân váy rất xinh, cái kiểu của nó rất độc. Cái dạng này ưu tiên các tình yêu form to từ tầm khoảng 53 cân, 55 cân đến tầm khoảng 60 cân nhá. 55 đến 60 cân mã này bao nhiêu đây ạ? Em bán cái dạng này cho mọi người giá rất là sốc là 95.000. Em còn 4 cái thôi. Nên em bán cho mọi người là giá 5 cái bán cho mọi người giá 95.000. Cái dạng này rất là đẹp này, 28 đúng không anh? 28 chốt cho em là Cẩm Nguyên Phạm này. 28 phải không nhỉ? 28 cho em này. Rất đẹp. 28 cho em này, Cẩm Nguyên Phạm mã này bán 95.000 thôi ạ. Cẩm Nguyên Phạm cho em ạ. Ok ạ. 95.000 cho em nhá. Mã này rất đẹp mọi người ạ. Cẩm Nguyên Phạm với Thu Trang mọi người lấy riêng ra hay như thế nào đấy ạ? Đây còn đúng 4 cái này. Dạ rất xinh này, 28 cho em nhá, 28 cho em ạ, 95.000 ạ. Ok chốt Vũ Châu Lê này. Chắc chắn mua hàng giúp em nhá, chắc chắn mua hàng giúp em, hãy chốt nhá các tình yêu. 28 cho em này, Nhi Binky đơn đi rồi nhá, Nhi Binky. Đẹp quá. Nhi Binky cho em này. Đơn đi rồi nhá Nhi Binky. 95.000 thôi. Rất đẹp, 28 một chiếc nữa này, mã này mặc với chân váy hoặc rất xinh luôn, đây mọi người nhìn này. Mã này đẹp xuất sắc luôn này, mặc như này cũng đẹp này. Đó mọi người mặc như này cũng xinh này. 28 này, còn một người cuối cùng nó lại hết này. 28 còn một người cuối cùng nữa là em hết. Thúy Hồng có hàng hết rồi. Thúy Hồng có hàng. Lên cho em một cái áo đá đi, cái áo đá mọi người nhận nó sẽ đẹp hơn ở ngoài, mà cái áo đá này em bán với mọi người là ok chị Cẩm Nguyên Phạm này. Đơn của Chế hôm nay em cho đi rồi nhá. Mọi người sang gom đơn sau đi, hoặc là nó không thì tùy. Chị nhận một không? Để cho chị nhận một luôn nhá. Hay em tạo đơn rồi. Tôi tạo hết rồi, không chừa đá đâu. 28 Thúy Hồng em hết này, cũng là hàng Quảng Châu nhá. Ok Thúy Hồng có này. Thúy Hồng đơn đi rồi. Ừ Thúy Hồng cho em này. Thúy Hồng cho em này là 95.000 thôi. Đây, lên cho em một cái mã này đi ạ. Ok chị Vân Vân này, lên cardigan này, xong tí nữa sẽ lên mã này nhá. Kéo này thực sự mọi người không nhận hơi phí luôn, bởi vì kéo này em nhập của hàng hãng này. Rất đẹp, nó đẹp hơn ở nó đẹp hơn trên livestream rất nhiều. Đẹp hơn trên livestream rất nhiều. Lên cho em mã 29 cho em này là một cái áo cardigan này. Cardigan này còn 4 chiếc. Áo đá này cho Lê Phương cái này này. Ok, áo đá cho Lê Phương với cả áo đá này, với cả Võ Châu Lê nhá. Vũ Châu Lê này. Áo đá nặng người theo này, còn chưa kịp bán, 79.000 này. Lê Phương này, Lê Phương thì lên 29 áo đá cho em đi ạ. 79.000 này. 29 luôn này. 29 nặng người theo, có hàng áo đá rất đẹp, giá của nó là 499 tệ, em nói thật, áo đá rất đẹp. 29 chốt cho em là đặng người theo, áo đá đẹp hơn trên ảnh rất nhiều ạ. Không mua áo này quá tiếc luôn ạ. 29 chốt cho em. 79.000 này, Vũ Châu Lê này. Thực sự Vũ Châu Lê này. 79.000 ạ. 29 này chốt cho em ạ. Vân Vân ạ. Còn một chiếc nữa cho em thôi ạ. 79.000 ạ. Mã này mọi người không mua là hơi bị tiếc ạ. 29 Nguyễn Ngân Khánh có hàng nhá. Nguyễn Ngân Khánh có hàng, chắc chắn mua hàng, hãy chốt cho em nhá, sang đơn mới cho em này. Đừng có bom mặt của cháu nó mà tội nghiệp nhá. 29 chốt cho em này. Áo đá này thực sự là giá của nó là 490. Mọi người nhận cái áo đá này mọi người sẽ thấy là nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với trên livestream, em nói thật ạ. Chứ em không bao giờ, mọi người nhìn này, rất là nặng tay luôn. Và em 29 là chốt cho Nguyễn Ngân Khánh này. 29 Nguyễn Ngân Khánh này. Mã 30 cho em đi nha, mã 30 này, Nguyễn Ngân Khánh cho em này. 79.000 này. Mã này còn đúng một chót một chiếc, mọi người nhận mọi người sẽ thấy. Áo đá này em nhập rất cao. Cái này còn 4 chiếc cho em, bán cho em 90.000 ạ. Bán giá cuối livestream coi như là để cho mọi người là chia sẻ livestream cho em nhá, bởi vì mã này em bán nó cũng không có lãi ạ. Mọi người nhận kéo này, nhân viên nhà em lấy một cái là kiểu nó nhìn thấy nó thích quá. Nhà em thường là đây này, bên trong của nó rất là dày mà rất là, mã này em vừa mặc đây, mọi người nhìn này. Có cả cúc nhé, mọi người thích đóng cúc thì mọi người đóng cúc này. Còn nếu mọi người không đóng cúc thì mọi người lấy cho em mã 30 cho em này. Chị Vân Vân là không phải áo đá. Mã 30 cho em này, mã 30 cho em này. Thế đi sợ là chị Vân Vân không phải đấy. Mã 30 cho em này. 30 này, rất đẹp, 90.000 cho em, áp dụng các chế chia sẻ livestream nhá. Còn 4 chiếc ạ. 30 này. 30 cho em này. 4 chiếc này. Rất đẹp. Em bán cuối livestream thôi nhá. Để anh đọc cho em không tốt đâu. Ok, mà 30 cho em này, rất đẹp. Có đóng cúc nhá. Phạm Thanh này. 90.000 thôi ạ. Mã 30 này, Thu Trang Trương Nguyễn, mã này em nhập cũng cao ạ. Thu Trang Trương Nguyễn, mọi người yên tâm đi, màu đẹp đấy, bảo đẹp mà Trương Nguyễn cho em này. 90.000 này, ok này. 330 này, Vân Vân 2 cho em này. 90.000 này. 330 chốt một người nữa là em hết này. Ai? Di Vinky em hết ở đây, mọi người đóng cúc và rất xinh nhá. Mắt này cực kỳ vintage luôn này. Áo rất xinh luôn mọi người nhá. Áo đá của Vân Vân của Xuân Ngô. Vân Xuân Ngô có đơn không? Xuân Ngô xin số cho anh. Không bị rốn. Mua hàng. Còn một cái cuối cùng là anh chốt file đấy. Di Vinky ạ. 30 chốt xem Di Vinky là hết rồi. Xuân Ngô có áo đá nhá. Xuân Ngô có áo đá nhá. Áo đá đẹp quá. 330 đúng không em? 30 chốt cho Nhi Binky à? Nhi Binky cho em 90.000 này. Thực sự là có những cái mai em lãi rất là ít luôn, nên là bye bye các tình yêu nhá. Mai sẽ lên rất là nhiều áo đẹp, yên tâm ạ. Em cũng hình như là còn rất là nhiều vest với cả hàng rất là đẹp. Nên mọi người cứ từ từ là sẽ có hàng, rất là nhiều hàng đẹp. Mùa đông em chưa lên, nó còn áo lót nỉ này, nhiều lắm. Chân váy len cũng còn nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Mấy giờ rồi anh? 11 giờ chưa? Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đồng hồ livestream của em nhé. Chắc chắn là trưa mai thì mấy giờ mọi người ok chị Vân Vân nha, em chốt áo đá thực sự em nói thật là chị không nhận thì hơi bị tiếc. Nên là chắc chắn là trưa mai em sẽ chốt cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem livestream của em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Kasamita.